Ok, hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club. Quay trở lại với cái chương trình trong giờ khớp lệnh và phiên sáng của Nam và đội ngũ ITP anh chị nhé. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong cái phiên giao dịch sáng thứ hai, ngày mùng 1 tháng 4, một cái tháng mới và một cái quý mới của năm 2024. Chúc anh chị một cái tháng mới luôn tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức khỏe và luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Trong đầu tư thì luôn có cho mình một quyết định một cách chính xác anh chị nhé. Hôm nay thì em Nam hơi bị mất tiếng một chút anh chị, cho nên là cái âm thanh nó sẽ không được trong trẻo như mọi hôm. Thì rất mong các anh chị thông cảm anh chị nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay bị mất tiếng anh chị ạ. Anh chị và tham gia theo dõi cái buổi live stream này thì anh chị cho Nam xin một cái tương tác về mặt âm thanh và hình ảnh nhé. Xem là mọi thứ nó đã ổn chưa. Nếu ổn rồi thì anh chị cho em Nam xin số 1 nhé. Hôm nay hơi bị mất tiếng một chút anh chị ạ. Rồi, xin chào tất cả anh chị nhé. Chào anh Dũng, fan ITP Club. Chào anh Duy Quốc. Chào chị An Nhiên, An Như. Chào chị Thương Nguyễn. Chào chị Hiền Trần, chị Tiên Tiên. Xin chào tất cả anh chị nhé. Anh chị cho anh em xin một cái tương tác về mặt âm thanh và hình ảnh nhé. Xem mọi thứ đã ổn chưa. Ổn rồi thì anh chị cho em Nam xin số 1 nhé. Hiện tại thì em Nam vẫn đang để các cái đường link Zoom cộng đồng ở trong khung chat anh chị nhé. Đó, anh chị nào muốn vào Zoom cộng đồng thì có thể quét cái mã QR code ở góc trái hoặc là click vào cái đường link em đang gửi để vào Zoom cộng đồng nhé. Cuối tuần nhậu quá đà rồi à? Không anh chị. Cuối tuần em nằm cái điều hòa nó hơi lạnh quá. Thật ra là sáng dậy nó bị mất tiếng anh chị ạ. Nên là hôm nay thì tiếng nó không được trong trẻo như mọi hôm thì mong cả nhà thông cảm nhé. Rồi, âm thanh chắc là ổn rồi đúng không ạ? Đó, anh chị nào muốn vào Zoom cộng đồng thì có thể quét cái mã QR code ở góc trái hoặc là click vào cái... À, em vừa nghe thử ở trên YouTube thì em thấy là cũng không đến nỗi nào anh chị. Tức là nó cái âm thanh ấy nó qua cái mic thì em đã để một cái bộ lọc. Thì khi mà lên phát lên YouTube thì nó cũng không đến nỗi nào quá là khàn quá anh chị ạ. Vẫn có thể là tạm chấp nhận được đúng không ạ? Cảm ơn cả nhà nhé. Cả nhà cho anh em xin một cái tương tác về like với cả subscribe kênh nhé. Cảm ơn anh chị. Hôm nay thì chúng ta có cái phiên giao dịch đầu tháng mới. Và cũng là phiên giao dịch đầu quý mới luôn. Đúng không ạ? Tuần trước thì thị trường của chúng ta là một cái tuần mà có khá nhiều cái sự biến động. Và cái sự tác động từ bên ngoài và thị trường. Đấy, thứ nhất là chúng ta thấy là phiên đầu tuần chúng ta đón nhận các cái thông tin liên quan đến VND bị hacker tấn công. Thì sau đó thì cả cái tuần vừa rồi chúng ta không có sự góp mặt của VND. Đúng không? Ngoài ra thì tuần trước cũng là một cái tuần mà cuối cùng của quý 1 năm 2024. Đấy, cho nên là cũng liên quan đến các cái vấn đề về việc chốt số liệu rồi chốt NAV cuối quý. Đúng không ạ? Rồi cơ cấu quỹ vào phiên ngày thứ 6 cũng làm cho thị trường của chúng ta cũng có những cái sự biến động và nó không phản ánh đúng cái bản chất của thị trường về mặt thanh khoản. Chúng ta thấy cả tuần trước thanh khoản của thị trường đều duy trì ở mức trung bình thấp anh chị nhá. Đấy, thì tuần này khi mà chúng ta quay trở lại với cái quý 2 đúng không? Khi mà các cái công việc liên quan đến báo cáo rồi chốt NAV nó đã đi qua rồi, chúng ta đón nhận cái sự quay trở lại của VND, một trong ba công ty chứng khoán lớn nhất ở Việt Nam. Thì khả năng cao là thanh khoản cũng sẽ có cái sự cải thiện trở lại anh chị nhá. Thì chúng ta cùng chờ xem trong ngày hôm nay thị trường sẽ có cái biến động như nào. Về cái trạng thái của phân tích kỹ thuật ấy, thì thị trường của chúng ta hiện tại thì vẫn đang trong một cái xu hướng tăng. Chúng ta thấy là liên tục tạo ra những cái đỉnh sau cao đỉnh trước và đáy sau cao đáy trước. Thì tất nhiên là trong quá trình đi lên thị trường của chúng ta sẽ có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh, nhưng mà cái xu hướng chung ở thời điểm hiện tại là một cái xu hướng đi lên.
Với cái vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường là vùng 1260, 1257 anh chị nhé. Đây là cái vùng hỗ trợ và cũng là cái vùng cân bằng của thị trường trong cái tuần này. Thì nếu như trong tuần này thị trường của chúng ta có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh về lại các cái vùng cân bằng thì đấy là cái cơ hội để cho chúng ta có thể tham gia anh chị nhé. Đó, còn cái xu hướng thì vẫn đang là cái xu hướng tăng thôi. Đúng không? Chúng ta nhìn về cái khung đồ thị tháng thì hiện tại thị trường của chúng ta kết thúc cái tháng thứ 3, thị trường đóng cửa một cái cây nến tăng 2,5% với thanh khoản gia tăng anh chị nhé. Và index của chúng ta chính thức tạo ra hai đáy sau, hai đáy đáy sau cao hơn đáy trước, đúng không? Và tạo ra các cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Thì đây là một cái trạng thái tăng của thị trường trong dài hạn. Đây là một trạng thái tích cực anh chị nhé. Bollinger Band thì đang hiện tại đang được thắt chặt. Hai kiếm thì cái tháng này thì anh chị thấy là cái Kijun ấy, đúng không? Cái Kijun nó sẽ bắt đầu nó tự tiến đi lên để nó hợp big với cả Tecan. Thì đấy là thể hiện những cái trạng thái tích lũy chặt ở trong cái khung đồ thị tháng của VN Index để sẵn sàng cho những nhịp tăng ở trong trung và dài hạn anh chị nhé. Về MACD thì chúng ta thấy là nó cũng bắt đầu cắt lên, tạo hai đáy và hướng lên không. Thì đây là những cái trạng thái cực kỳ tích cực của thị trường ở trung và dài hạn anh chị. Nhìn một chút ở trong cái khung đồ thị các cái thông tin cập nhật cho các anh chị thì em Nam có cập nhật các cái số liệu, đúng không? Các cái số liệu trong cái quý 1 cái quý 1 thì chúng ta thấy là cái CPI của tháng 3 ấy thì nó tăng 3,97%, đúng không? Tức là so với cùng kỳ 2023, tức là cùng so với tháng 3. Đấy, thì cái số liệu này nó được cập nhật vào ngày 31 tháng ngày 3 ngày 20 sorry anh chị, ngày 29 tháng 3 đúng không? Và cuối tuần trước. Đó, thì cái CPI tháng 3 là tăng so với cùng kỳ là 3,97% so với cùng kỳ. Thì nó chững đà tăng so với các tháng trước. Tức là các tháng trước nó cũng tăng nhưng mà cái tháng vừa rồi là nó chững đà, đúng không? Còn cái CPI cơ bản thì nó tăng 2,76%, tức là nó giảm so với tháng trước. Tức là tháng trước nó đã giảm rồi, tháng này thì nó tiếp cái đà giảm. Tức là cái lạm phát ở thời điểm hiện tại nó vẫn đang tốt và vẫn đang trong tầm kiểm soát của chính phủ và ngân hàng nhà nước anh chị nhá. Cái thặng dư thương mại và dịch vụ của chúng ta ấy, tức là cái cán cân xuất nhập khẩu ấy, thì nó là thặng dư là 5,7 tỷ đô. Đúng không? Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 4,63 tỷ đô. Thì những cái điều này nó cho thấy là cái dự trữ ngoại hối của chúng ta ổn anh chị nhé. Thì cái dự trữ ngoại hối chính là cái mà nó thể hiện cái sức mạnh của cái nền kinh tế của một cái đất nước nó đang ở mức như nào và cái sức mạnh của cái tỷ giá đang như nào. Thì chúng ta thấy là tỷ giá hiện tại đang có sức ép nhưng mà cái dự trữ ngoại hối nó đang rất là ổn. Đúng không? Cho thấy dự trữ ngoại hối đang ổn và chưa đáng lo về tỷ giá. Thì chúng ta có hai cái mục tiêu liên quan đến bình ổn tỷ giá và kiềm chế lạm phát, thì cả hai cái thì mình thấy là về cái xu hướng thì năm nay nó không đáng lo. Đúng không? Cái mục tiêu chính của chúng ta trong năm nay vẫn là hồi phục kinh tế. Thì cái GDP cái quý 1 nó tăng 5,66% so với cùng kỳ và nó bằng so với dự báo. Nó cho thấy là mọi thứ nó vẫn đang đi theo đúng kịch bản và chúng ta vẫn đang trong những cái môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng và vẫn đang được duy trì. Thì cái điều này ấy nó là tốt cho chứng khoán ở trong trung và dài hạn anh chị nhá. Thì chúng ta kết hợp hai cái yếu tố liên quan đến vĩ mô quý 1, đúng không? Liên quan đến tỷ giá, liên quan đến lạm phát, liên quan đến GDP và kết hợp với cái khung đồ thị tháng mà như Nam vừa chia sẻ với chị, nó tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Các cái tín hiệu MACD nó bắt đầu cắt lên đường tín hiệu và nằm ở trên không. Nó cho thấy các cái xu hướng tốt của thị trường ở trong dài hạn. Tức là đây là trong dài hạn anh chị nhá. Trong dài hạn, còn trong ngắn hạn thì tất nhiên thị trường của chúng ta nó sẽ có sự biến động, đúng không? Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý, ảnh hưởng bởi các cái thông tin tác động vào thị trường. Tuy nhiên thì cái xu hướng dài hạn sẽ là tăng và 2024, 2026 thì vẫn là những cái cơ hội đầu tư rất tốt khi tham gia vào thị trường anh chị nhé. Đấy, do vậy cho nên là anh chị nên tập trung vào giai đoạn này để có thể tham gia vào thị trường anh chị ha. Còn những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, đúng không? Ví dụ như là chúng ta nhìn trên cái khung đồ thị ngày thì tuần này index của chúng ta sẽ có cái vùng cân bằng là 1258 cho đến vùng 1265. Đây là vùng cân bằng của thị trường. Và nếu như index của chúng ta mà có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh ấy về các vùng cân bằng thì đấy là cơ hội để cho anh chị tham gia anh chị nhá. Còn trong tuần trước anh chị thấy là thứ sáu thị trường của chúng ta có một cái phiên điều chỉnh trở lại với thanh khoản thấp là điều bình thường, đúng không? Thị trường vượt đỉnh test lại đỉnh thanh khoản thấp là bình thường anh chị nhá. Nếu như nó có tiếp tục test lại đỉnh test lại cái vùng cân bằng ở đây ấy, thì sẽ là cơ hội để cho anh chị mua. Còn trong trường hợp nó chỉ tích lũy tại vùng đỉnh cũ và đi lên ấy, thì anh chị vẫn có thể xem xét để tham gia các cái cổ phiếu khi nó có các cái điểm mua anh chị ha. Thì đấy là cập nhật cho anh chị về các cái thông tin đáng chú ý ở thời điểm hiện tại cũng như là cập nhật về thị trường anh chị nhé. Hiện tại thì Nam đã nhìn thấy sự góp mặt của anh Thủy Vũ rồi,
thì anh chị Vũ có thể là có những cái lời chào gửi đến anh chị nhà đầu tư cũng như là chia sẻ về thị trường ở thời điểm hiện tại anh chị nhé. Thì anh chị cho anh em xin một cái tương tác về mặt âm thanh và hình ảnh nhé. Đó thì âm thanh hình ảnh nó ổn rồi, thế anh chị cho em Nam chỉ số 1 nhé. Hôm nay thì em thì em vừa nghe ở trên YouTube ấy, thì em thấy là cái âm thanh của em nó cũng không đến nỗi nào, nó không đến nỗi là bị khàn quá, nhưng mà quả thật là hôm nay thì cái em đang hơi bị mất tiếng một chút anh chị nhé. Thế cho nên là chắc là nhờ anh Thị Vũ sẽ hỗ trợ cái anh chị nhiều hơn, còn em thì em cũng sẽ vẫn hỗ trợ nhưng mà chắc là anh Thị Vũ sẽ hỗ trợ nhiều hơn một chút để cái dây thanh quản của em nó trở lại bình thường. Hôm trước thì nằm điều hòa hơi lạnh anh chị ạ, là hơi bị mất tiếng, rất mong anh chị thông cảm anh chị nhé. Rồi bây giờ thì xin mời anh Thị Vũ nhé. Chắc rượu Phú Quốc nó nóng hơn thì sao? Đâu 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 có uống rượu đâu anh, Không vào rượu. vào Phú Quốc thì có rượu đâu. Ok ok. Cuối tuần vừa rồi thì có cái chuyến đi vào Phú Quốc cùng với cả VPS anh chị ạ. Nói chung là gặp gỡ hầu hết tất cả các cái giám đốc tư vấn đầu tư cũng như là gọi là các KOL ở trên lớn ở trên thị trường ở vào cuối tuần vừa rồi. Nói chung là cũng lành mạnh thôi chị, cũng không có rượu chè gì đâu. Cơ bản là hôm đấy mình đi tắm biển anh chị, đi tắm biển thế xong rồi tắm muộn, xong về mình nằm điều hòa thế là đâm ra nó bị thôi anh chị. Rồi ok, xin mời anh Thị Vũ nhé. Ok, thì Vũ cũng xin được gửi lời chào tới tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta hãy cùng gặp nhau sau mấy cái ngày nghỉ lễ cuối tuần vừa rồi. Về thị trường thì nói chung là mình thấy được là những cái thông tin liên quan đến cuối tuần vừa rồi thì nó cũng không có nhiều. Nói chung là chúng ta cũng đang sau khi mà kết thúc cái tháng 3 vừa rồi thì chúng ta cũng đang vào một cái vùng gọi là vùng hơi trống thông tin một chút. Những cái thông tin hỗ trợ cuối tuần vừa rồi thì chúng ta có những cái số liệu liên quan đến đến GDP hay là một vài những cái số liệu khác, tuy nhiên thì nó cũng không có nhiều đột biến đấy chị nhé. Góc nhìn của mình thì không có nhiều đột biến, hầu như nó đều nằm trong cái dự đoán hay là những cái kỳ vọng của thị trường của chúng ta ở trong cái cuối tuần vừa rồi, đặc biệt là các cái chỉ báo ví dụ như là GDP hay là một vài những cái chỉ báo về sản xuất khác, PMI thì cũng không có nhiều đột biến, nên là cái đoạn này thì mình đánh giá được là những cái thông tin nó chưa có nhiều, hầu như là chúng ta sẽ phải chờ đợi những cái sự vận động của các cái cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ. Tức là sao, chúng ta đang kết thúc cái quý 1 thì bây giờ sẽ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ liên quan đến cái việc mà chuẩn bị cho cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 ra. Và nếu như các cái cổ phiếu riêng lẻ hoặc là những cái nhóm ngành riêng lẻ có những cái sự gọi là đột biến nhất định thì nó sẽ có những câu chuyện của các cái cổ phiếu. Còn giai đoạn này thì mình đánh giá là kể cả trên cái góc nhìn về phân tích kỹ thuật thì cái việc mà tăng mạnh ở trong cái nhịp này đối với khung dài hạn tức là khung quýt thì nó cũng tương đối là khó, bởi vì các cái xu hướng của chúng ta thì nó cũng đã duy trì được trong tầm khoảng 3 cho đến 4 tháng gần đây nhất, nên là cái xung lực trong 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 để mà đột biến ấy chị thì nó cũng hơi hơi khó. Nên là trong cái giai đoạn này thì rất nhiều những cái tiêu đề mà mình cũng chia sẻ với chị là gì, là giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta nên thiên hướng là mua điều chỉnh là chính, mua điều chỉnh và sau đó chúng ta sẽ có những nhịp đánh mà nó thiên hướng về 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 hơi ngắn ngắn hơn một chút đối với những anh chị nào mà mới giải ngân. Còn với những anh chị mà chúng ta đã giải ngân trong suốt giai đoạn vừa rồi thì mình đánh giá là chúng ta cũng hoàn toàn là bình tĩnh, kể cả trong hai cái phiên cuối tuần vừa rồi rất nhiều cổ phiếu của chúng ta cũng giảm tầm khoảng 1 đến 2%, tuy nhiên là thanh khoản thì cũng đều rất là nhỏ, cũng như là những cái độ biên độ giảm điểm thì cũng không quá là nhiều. Về phiên giao dịch ngày mai thì chúng ta cũng biết là hôm nay thì chúng ta cũng đón chào cái sự trở lại của cái cổ phiếu hoặc của cái sàn VN Direct. Đây là một trong những cái sàn mà top 3 của chúng ta thì cũng khá nhiều những cái thuyết âm mưu hay là khá nhiều những cái câu chuyện mà mọi người nói về cái việc mà lo sợ cái dòng tiền rút ra của VND, nhưng mà trong cái cuối tuần vừa rồi thì ngay cả Ngọc Nam cũng đã chia sẻ với anh chị về cái việc mà người ta rút ra nhưng mà người ta sẽ tái túc lại ở cổ phiếu công ty chứng khoán khác, chứ không phải đây dòng tiền này không phải là dòng tiền mà sẽ rút ra ngoài thị trường hoàn toàn, nên là cái việc mà chúng ta sẽ canh rung lắc ở trong giai đoạn này là các bạn cần phải chú ý. Còn về các cái cổ phiếu thì mình vừa rồi cũng chia sẻ rồi, nếu anh chị nào đã có vị thế tốt rồi chúng ta sẽ có thể là chúng ta điều tiết một chút về cái tỷ trọng mà chúng ta nắm giữ thêm hoặc là bớt trong từng cái nhịp nhỏ của thị trường để mà chúng ta tối ưu hóa được lợi nhuận. Còn là giai đoạn này thì với mình thì sau những cái nhịp vừa rồi thì những nhóm ví dụ như là bất động sản thép hay là một vài những cái nhóm mình vẫn chia sẻ với chị dầu khí sản xuất thì mình vẫn đang là những nhóm cổ phiếu mà mình vẫn 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 quan tâm. Còn các cái nhóm khác thì ví dụ như là nó nói chung là nó sẽ tăng nhưng mà cái xung lực của nó không được mạnh mẽ hơn thì mình sẽ không thể nào mà đủ dòng tiền để chúng ta có thể là tham gia hết được thị trường cả. Còn như vừa rồi Nam cũng có chia sẻ rồi, về khung dài hạn hơn tức là khung tháng thì chúng ta vẫn đang ở trong một cái nhịp mà nhịp mình tăng.
Và cái việc mà sau 4 5 tháng vừa rồi tăng thì chúng ta sẽ luôn luôn là có những cái thời điểm mà chúng ta cần phải chững lại anh chị nhé. Nên là đoạn này thì các bạn chú ý là với mình thì mình sẽ thiên hướng là mua, tiếp tục là mua điều chỉnh anh chị nhé, mua điều chỉnh, đặc biệt là những cái cổ phiếu lít, cổ phiếu khỏe. Chúng ta biết được là bây giờ cũng đang là 8 giờ 50 phút rồi, thị trường của chúng ta đang mở cửa ra, mình đang xem ở bên BND không biết có chuẩn không sang cái chỗ khác xem phái sinh nữa. Ok, hiện tại thì phái sinh thì đang mở cửa để âm tầm khoảng 3 điểm anh chị nhé, đang cách cơ sở tầm khoảng 1 điểm, không phải là biến động quá lớn. Mà bây giờ chúng ta còn 10 phút nữa, chắc chắn là chúng ta sẽ xem được là những cái sự trở lại của VND nó có kéo lại cái thanh khoản của thị trường, hay là cái việc mà chúng ta đã chốt được cái kết quả kinh doanh quý 1 thì dòng tiền có quay trở lại thị trường hay không, chúng ta phải xem trong giai đoạn tiếp theo. Về các cái thông tin liên quan đến cuối tuần vừa rồi thì chắc là giai đoạn này thì mọi người cũng không ai để ý đến cái việc mà hút hít của ngân hàng nhà nước nữa rồi. Hiện tại thì cái cuối tuần vừa rồi ngày 29 thì ngân hàng nhà nước tiếp tục là hút, nhưng mà hút cái khối lượng chỉ còn có 2.300 thôi, và cái lãi suất trúng thầu thì bây giờ tương đối là cao 2.49. Nên là giai đoạn này thì mình đánh giá thì đây sẽ là những cái giai đoạn mà cuối cùng có cái việc mà hút tiền thông qua cái kênh tín phiếu này, đối với lại ngân hàng nhà nước, bởi vì chúng ta nhìn thấy được cái khối lượng cũng đang giảm đi rất là nhiều. Và chúng ta cũng biết được là hiện tại thì chúng ta cũng chỉ còn một tuần nữa để cái lượng mà 20.000 tỷ đầu tiên sẽ trở lại thị trường anh chị nhé. Cái kỳ hạn 28 ngày thì nó chỉ còn tầm khoảng, hình như mình nhớ là tầm một tuần nữa đúng không ạ, một tuần nữa là sẽ quay trở lại thị trường, và chúng ta cùng chờ đợi xem là ngân hàng nhà nước có những động thái gì tiếp theo hay không. Còn là đoạn này thì mình nghĩ là đang là cái nhịp cuối rồi, các bạn nhìn thấy là khối lượng rất là ít, mà bên này mọi người cũng chắc là cũng quên những cái này rồi. Ok, lãi suất là ngân hàng của chúng ta thì vẫn còn rất là thấp, nên là mình đánh giá là tiền ở trong ngân hàng thương mại thì vẫn còn, nhưng mà người ta đang không chú trọng nhiều đến cái việc mà giao dịch với ngân hàng nhà nước, là vẫn đang rất là mở cửa để hỗ trợ anh chị ạ. Dòng tiền thì vẫn còn anh chị nhé, dòng tiền ở bên ngoài thì vẫn còn tương đối, chưa bị kiệt quẹ, nên là cái việc mà index của chúng ta thì mình đánh giá được là sẽ là những cái nhịp mà chúng ta sẽ canh những nhịp rung lắc của thị trường là nhiều hơn. Ok, mình nhìn thấy được là VN Direct thì nó vẫn còn chưa khớp so với các sàn khác, không biết là chúng ta sẽ quay trở lại vào 9 giờ hay không. Để mình thấy được là có rồi nhưng mà dữ liệu thì nó chưa khớp lắm. Ok, một vài những cái thông tin liên quan đến 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 thị trường thì trong nước thì mình vừa chia sẻ với chị rồi. Còn trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì sao, trong ngắn hạn thì sao, thì cũng sẽ đưa ra những cái nhận định dành cho quý chị đầu tư. Nếu mà chúng ta nhìn thấy được ở trong cái khung daily, tức là trong cái tuần này, thì các bạn nhìn thấy được cái vùng cân bằng của thị trường của chúng ta loanh quanh cái vùng giá 1.258, 1.260, thì đấy sẽ là những vùng cân bằng của thị trường của chúng ta. Các bạn chú ý được là trong giai đoạn này chúng ta sẽ phải chú ý đến những cái phiên mà có thanh khoản đột biến anh chị nhé. Mình vẫn nói rằng là thị trường của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giao dịch khi mà thị trường của chúng ta nếu có giảm, nhưng mà chỉ là giảm cục bộ, tức là giảm ở những cái nhóm cổ phiếu mà tăng mạnh ở trong giai đoạn vừa rồi. Còn cái việc mà thị trường của chúng ta giảm nhưng mà vẫn có những cái nhóm ngành nó tăng lên, thì cái việc mà chúng ta chiến đấu là vẫn tiếp tục anh chị nhé. Chúng ta vẫn quan sát kỹ vào những cái vận động của cổ phiếu, chứ còn là không phải là thị trường của chúng ta giảm điểm mà chúng ta phải bán hết cổ phiếu đi ở trong giai đoạn này. Bởi vì chúng ta cũng biết được là trong giai đoạn này thì cái việc mà khung dài hạn của chúng ta là vẫn ok, nên là cái việc mà chúng ta chỉ cần thêm bớt thôi, nói chung là thêm bớt tỷ trọng là chính. Những cái đoạn nào mà cảm thấy được là trước mặt nó khó đi thì chúng ta giảm tốc độ lại bằng cái việc mà chúng ta sẽ có thể là bán bớt một phần. Còn là khi nào mà các bạn nhìn thấy được là khi mà nó điều chỉnh nó đủ rồi, vừa đủ rồi, thì chúng ta lại tiếp tục quay lại anh chị trên cái nền cổ phiếu có sẵn ấy, thì đấy là cái cách mà mình vẫn hay sử dụng. Ok, đấy là về cái khung 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 daily của chúng ta. Còn là khung ngắn hạn hơn thì mình cùng xem là khung H1 của chúng ta trong phiên giao dịch ngày nay thì cái thời điểm mà chúng ta cần chú ý. Mình đánh giá là trong tầm khoảng 3 đến 4 phiên 3 đến 4 tiếng đầu tiên của chúng ta thì chúng ta vẫn đang có cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng giá 1.276, 1.277. Đấy đấy là cái vùng hỗ trợ của thị trường. Tuy nhiên thì cái vùng này nó sẽ yếu đi trong 2 giờ, sau 2 giờ anh chị nhé, và trong phiên thứ ba, đầu phiên thứ tư. Đấy là những cái thời điểm mà mình đánh giá thì nó sẽ hơi 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 nhạy cảm một chút, để chúng ta chú ý đến cái việc mà rung rung lắc của thị trường. Là góc nhìn của mình thì đánh giá là nếu anh chị nào mà có ý định là muốn mua bổ sung, hoặc là có ý định mà muốn mua trong giai đoạn này, thì chúng ta sẽ chú ý ở trong
phiên ngày thứ ba là chính, phiên ngày thứ ba và phiên ngày thứ tư là chính anh chị nhé, phiên ngày thứ ba, phiên ngày thứ tư. Khi mà thì cái khung ngắn hạn của chúng ta đi qua một cái vùng mà nó tương đối nhạy cảm. Ok, đấy là view của Thủy Vũ ở trong cả cái tuần này dành cho anh chị nhà đầu tư anh chị nhé. Và chúng ta nhớ những cái mốc thời gian cũng như là những cái mốc điểm số để chúng ta tiếp tục chúng ta xử lý ạ. Ok, hiện tại thì mình nhìn thấy rất là phái sinh cũng đang 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 rung lắc tương đối anh chị nhé, đang tầm khoảng hơn 7 điểm rồi, nhưng mà chúng ta cũng đang còn đến 5 phút nữa cơ, tí nữa mình đánh giá là nó sẽ tiếp tục nó cân lại thôi ạ. Rồi mình sẽ bắt đầu mở ra cái khung mở mở YouTube ra. Rồi, cái bảng giá của VN-Direct thì mình vào được rồi anh chị. Nhưng mà nó vẫn đang số liệu cũ. Thì một lát nữa lúc mà 9 giờ ấy là sàn HOSE nó sẽ đổ các cái dữ liệu về thì nó sẽ được cập nhật anh chị nhá. Ở trên app thì mình thấy là cũng đã vào được rồi ấy. Thì khả năng hôm nay các anh chị sẽ giao dịch trở lại thôi. Bây giờ nó chưa cập nhật đâu nhưng mà khả năng được. Thì anh chị nào mà giao dịch ở bên VN-Direct ấy thì anh chị nhớ phải đổi mật khẩu nhé. Chắc chắn là cái điều đấy thì anh chị phải thực hiện rồi nhá. Chắc mình nghĩ là phải đổi từ tuần trước rồi, chứ không phải đến bây giờ. Còn anh chị nào đến bây giờ vẫn chưa đổi thì mình nghĩ là anh chị nên đổi mật khẩu nhá. Nhá, đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn, thậm chí là thay đổi. Ok, ở đây thì em nhìn thấy rất nhiều những cái bàn tay, những cái trái tim màu tím của các quý anh chị nhà đầu tư, thì Thủy Vũ cũng xin được gửi lời chào anh chị nhé, gửi lời chào tới chị Kim Oanh này, chị Ngân này, anh Lâm này, anh Giáp này, xin chào anh Thành này, anh Kỳ Lê, anh Việt Lê, xin chào tất cả mọi người anh chị nhé. Ở đây có rất nhiều những bàn tay, những cái trái tim. Hôm nay thì Nam cũng là đang có một chút vấn đề về 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 về, về, về âm thanh, về cổ họng thì đúng hơn. Nên là mọi người thông cảm một chút anh chị nhé. Và Nam sẽ vẫn tiếp tục là cố gắng là hỗ trợ tất cả mọi người ở trong cái phiên buổi sáng ngày hôm nay, một cái phiên mà chúng ta cũng biết là có những cái sự trở lại của VND. Mọi người cũng đang rất là chờ cái phiên giao dịch ngày hôm nay, đặc biệt là cái phiên 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 chiều ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày hôm nay, để xem được là những cái diễn biến của thị trường thế nào. Các bạn biết được là trong tuần vừa rồi thì mình thấy được là thị trường của chúng ta, thì nếu như mà chúng ta so từ cuối tuần này cho đến cuối tuần vừa rồi chị ạ, tức là cái ngày cuối tuần vừa rồi, tức là cái ngày 29 đúng không ạ? 29 so với cái ngày 22, thì mình đánh giá được là thị trường của chúng ta về tất cả mọi thứ thì nó không biến động quá là nhiều, tức là nó không quá ảnh hưởng đến quý anh chị nhà đầu tư bên VND. Tức là bây giờ chúng ta nói về 90 hay 100% thì chắc chắn là không có, nhưng mà chúng ta đang cố gắng lấy cái mốc gọi là 60 đến 70% là quý anh chị nhà đầu tư trong cả cái tuần vừa rồi của VND thì cũng không bị thiệt hại nhiều trong cái tuần vừa rồi. Khi mà điểm số thì vẫn vẫn tăng, điểm số thì vẫn tăng, vẫn có những cổ phiếu mà nó có những cái đà tăng. Nhưng tuy nhiên thì một vài những cổ phiếu thì cũng có cái đà giảm, nếu mà chúng ta gọi là tính trung bình lại thì chúng ta cũng sẽ đáp ứng được tầm khoảng 60-70% anh quý anh chị nhà đầu tư trong trong tuần vừa rồi, tức là VND thì cũng không bị thiệt hại quá là nhiều anh chị nhé. Còn là cái quan trọng là sau sau cái sự kiện này thì chúng ta cùng đánh giá ấy. Ok, mình đang nhìn thấy thì phái sinh cũng đang cân cân lại rồi, tầm 5,6 phần 6 điểm thôi, 5 6 điểm rồi. Ok, xin chào anh Long Phụ Kiện nhé, xin chào, xin cảm ơn những cái trái tim, những cái trái tim màu tím của tất cả quý anh chị nhà đầu tư hôm nay ạ. Rồi xin chào anh Phạm Tiến Lương nhé. Chúng ta lại bắt đầu một cái tuần giao dịch mới, mọi người tiếp tục pha cho mình những cái ly trà, ly cà phê chị nhé, để chúng ta đồng hành cùng với nhau ở trong phiên sáng ngày hôm nay. Nghỉ 2 hôm xong rồi quay trở lại nó hơi hơi hơi, hơi ì ì một chút đúng không chị? Bắt đầu khởi động lại bộ máy. Các cái câu hỏi thì tí nữa thì khi mà thị trường của ta sau phiên ATO thì Thủy Vũ cũng như Ngọc Nam sẽ chia sẻ cùng anh chị nhé. Điểm mua mới của GX thì nếu mà rung lắc mạnh anh chị ạ. Đoạn này thì GX vẫn là cổ phiếu mà nó vừa bứt nền đi và nó cũng đang có một cái trạng thái hình thành khách sạn ở đây. Nếu mà về điểm mua thì chúng ta chú ý cái vùng giá 24 đến 24.5 sẽ là cái vùng mua đẹp của cổ phiếu GX trong giai đoạn tiếp theo.
cổ phiếu này thì cũng vẫn đang khá ổn anh chị nhé, vẫn đang khá ổn. Nên là chúng ta hãy đợi rung lắc chúng ta mua. Đợt này mình vẫn chia sẻ với chị là nên đợi những nhịp rung lắc của thị trường. Như VND vẫn đang gặp một chút sự cố về thời gian, mình nhìn thấy là bảng giá của VND thì bây giờ vẫn đang cập nhật ở 8 giờ 55 phút. Rồi bây giờ bắt có bắt đầu có nháy đấy. Nháy mạnh luôn này. Hôm nay các bạn chú ý xem bảng giá thì nhớ xem cả hai bên anh chị nhé, xem cả hai bên để chúng ta cùng xem là hoạt động trơn tru chứ. Ok, thị trường của chúng ta thì vừa kết thúc cái phiên ATO của phái sinh thì hiện tại nó đang âm tầm khoảng 5 điểm anh chị nhé, nó lệch so với cơ sở tầm khoảng 4 điểm, cũng không phải là quá đột biến, không phải là quá 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 xấu trong đầu phiên sáng. Rồi 9 giờ 01 phút anh chị. Phái sinh thì hiện tại thì đang âm tầm 4 điểm. Chúng ta cùng nhìn với cái bảng giá của VND xem là đã ổn chưa anh chị nhé. Đang tải dữ liệu anh chị ạ. Khả năng là nó sẽ phải cập nhật dữ liệu. Vì là cái dữ liệu nó sẽ phải cập nhật lại so với thời điểm hiện tại. Đúng không? Nghỉ mất 1 tuần rồi. Có lẽ là trước mắt chúng ta vẫn xem bảng giá ở bên VPS trước anh chị nhé. Có vẻ như là nó vẫn chưa chưa được ổn cho lắm. Rồi anh chị có câu hỏi về cổ phiếu về thị trường thì anh chị cứ nhắn vào trong group chat nhé. Anh em sẽ lần lượt đi trả lời các câu hỏi chị quan tâm nhé. Ok, thì Vũ sẽ cùng với mấy anh chị là điểm qua một vài những cái diễn biến ở trong đầu phiên sáng chị nhé. Hiện tại thì mình nhìn thấy là Masan thì đang tăng hơn 1% này. BCM SSI cũng đang tiếp tục tăng anh chị nhé. Nhưng mà ngược lại chúng ta có ACB, VIB và MBB đang hơi đỏ một chút, không có quá nhiều những cái đột biến ở trong 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 đầu phiên sáng này, chưa có anh chị nhé. Khi mà các cái cổ phiếu banh thì vẫn đang 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 giữ. Các cái nhóm ngành ở trong phiên sáng ngày hôm nay thì các bạn biết được là trong 2 phiên cuối tuần vừa rồi thì bất động sản cũng rung lắc khá là mạnh, nhưng mà phiên sáng ngày hôm nay thì Novaland thì đang đang tăng tầm khoảng hơn 1,5%, hay là Đức thì vẫn đang giữ được sắc xanh, Vinhome vẫn đang giữ được sắc xanh. Cuối tuần vừa rồi chúng ta có cổ phiếu TCH thì là cổ phiếu mà tăng khá là mạnh ở trong cái phiên cuối tuần vừa rồi, nhưng mà trong phiên hôm nay thì nó cũng đang giảm ngược lại tầm khoảng 1%, không đáng là bao nhiêu đúng không anh chị. TCH thì cuối tuần vừa rồi thì nó tăng mình nhớ là hơn 3%, sau đó thì đầu phiên sáng này thì đang giảm tầm khoảng 1%, chưa có nhiều biến động, chưa có nhiều đột biến. Chứng khoán thì trong cái phiên thứ năm vừa rồi chúng ta khi mà chúng ta có những cái thông tin liên quan đến việc mà ký quỹ của nhà đầu tư nước ngoài anh chị ạ, thì khá nhiều những cổ phiếu chứng khoán thì nó có tăng, nhưng mà sau đó thì phiên thứ sáu thì cũng đều giảm độ cao hết anh chị nhé, trong cái phiên cuối tuần vừa rồi.
VND thì trong cái tuần vừa rồi thì là một cái cổ phiếu mà chịu khá nhiều những sóng gió. Các bạn nhìn thấy được là 5 phiên vừa rồi thì VND cũng chịu khá nhiều sóng gió. Cả tuần thì nó giảm tầm khoảng 5,5% anh chị nhé, 5,5%. Tuy nhiên thì nó vẫn đang nằm trên, nó vẫn đang nằm tại những cái vùng gọi là cái vùng 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 nền tích lũy của nó. Nên là trong giai đoạn tiếp theo thì mình đánh giá nếu như VND vẫn giữ được cái vùng giá 22,8 như thế này thì nó vẫn đang ổn anh chị nhé. Chúng ta cố gắng, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta chờ đợi. Còn nếu như mà đóng cửa dưới cái vùng giá 22,8, 22,7 thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có những cái động thái là bắt đầu giảm những cái tỷ trọng của những cái cổ phiếu này đi chị nhé, đối với lại hàng VND theo góc nhìn phân tích kỹ thuật. Nhóm thép thì trong cái hai cái phiên cuối tuần vừa rồi thì cũng tương tự như thị trường, thì ví dụ như là Nam Kim hay Hoa Sen thì cũng đều có những sự rung lắc anh chị nhé. Thứ năm thì nó được rút lên vào cuối phiên ATC nhưng mà phiên thứ sáu thì không được. Các cái cổ phiếu ví dụ Hoa Sen, Nam Kim thì cũng đều giảm tầm khoảng 1,5%. Còn ở đây vẫn là những cái nhóm cổ phiếu mà khi mà anh chị đã có những cái vị thế ổn, mình góc nhìn của mình thì bây giờ vị thế tốt thì chưa có nhưng mà vị thế ổn là ok anh chị nhé. Đoạn này thì có lẽ là chúng ta vẫn đang duy trì được một cái lợi nhuận là tầm khoảng từ 4 đến 5% đối với nhóm cổ phiếu này thì chúng ta vẫn cứ thoải mái chúng ta nắm giữ. Nhóm dầu khí cuối tuần vừa rồi thì cũng có những cái nhịp tăng, tuy nhiên thì nó cũng không 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 quá nhiều anh chị nhé, không quá nhiều với một cái phiên thứ sáu mà dòng tiền vào tương đối là thận trọng. Như mình nói là vẫn tiếp tục đợi chờ cái phiên như này anh chị nhé, vẫn tiếp tục đang tiếp tục đợi chờ những cái phiên như này. Ok, bây giờ là 9:06 phút. Mình vẫn đá qua những cái bảng giá bên này bởi vì thực sự là dữ liệu của bọn mình thì lại ở hết bên VND nên là khi mà xem VPS thì nó lại không không đầy đủ bằng, vẫn cứ đá qua hai bên. Mà có lẽ là trong phiên sáng ngày mai thì chúng ta vẫn phải xem bên 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 VPS thôi. Mất đích rồi, em xin lỗi cả nhà nhé. Vừa rồi thì có chat nên là em tắt mic đi rồi lại quên không bật lại. Thì thị trường hiện tại đang ở 9:08 phút. Xin chào tất cả anh chị nhé. Chúc anh chị một cái ngày mới tốt lành, luôn luôn thành công trong công việc và cuộc sống và luôn có cho mình các quyết định mua bán và đầu tư một cách chính xác anh chị nhé. Hiện tại thì hôm nay cũng là cái phiên đầu tiên của quý 2, cũng là phiên đầu tiên của cái tháng mới, đúng không ạ? Thì hôm nay thì chúng ta thấy là mọi thứ liên quan đến các cái báo cáo rồi liên quan đến chốt NAV của cái quý 1 thì nó qua đi, đúng không? Và chúng ta đón nhận cái sự trở lại của VND. Thì mình kỳ vọng rằng là cái thanh khoản của thị trường nó sẽ có những cái sự sôi động hơn. Về cái trạng thái phân tích kỹ thuật của thị trường ấy, thì thị trường của chúng ta đang có cái trạng thái khách sạn ở trên cái khung đồ thị tuần ở trong tuần này và tuần sau để hút giá xuống. Nếu như index của chúng ta nó không vượt qua cái vùng 1.292 thì cái khách sạn này nó sẽ được duy trì trong 2 tuần anh chị nhé. Thì khả năng là về mặt điểm số thị trường của chúng ta nhìn ở trên cái góc độ về khung tuần thì chúng ta thấy là chỉ số nó sẽ không có quá nhiều biến động mạnh về cái chiều hướng tăng và có thể là nó sẽ đi ngang tích lũy hoặc rung lắc điều chỉnh gì đó để nó cân bằng trở lại anh chị nhé.
Trong khung ngày thì chúng ta cũng sẽ có những cái trạng thái khách sạn với cái vùng cân bằng là 1258 cho đến 1264, thì những cái nhịp rung lắc điều chỉnh nó sẽ là cái cơ hội để cho anh chị có thể tham gia. Còn trên thị trường thì chúng ta thấy là các cái nhóm ngành nó sẽ có cái sự phân hóa cao, đúng không? Mỗi một chúng ta thấy là giai đoạn vừa rồi thì hầu hết là các cổ phiếu nó sẽ có những cái sự vận động riêng. Thì trong những cái trường hợp mà thị trường của chúng ta nó đi ngang tích lũy thì cũng có thể là sẽ có những cái dòng nó cũng sẽ có những cái sự nổi bật lên, và chúng ta cùng để ý một vài các cái nhóm cổ phiếu, ví dụ như là nhóm bất động sản, đúng không? Thì tuần này chúng ta thấy là nó vẫn đang có những cái trạng thái khách sạn nó mở ra trong cái khung ngày. Và tuy nhiên là cái xung lực của cổ phiếu ở trong khung tuần thì nó vẫn đang rất là ổn nhá. Ví dụ như cổ phiếu DIG, đúng không? Anh chị thấy là nó có trạng thái khách sạn nó được mở ra trong tuần này, và hai kiếm hiện tại nó đang tách khá là rộng, nó thể hiện một cái trạng thái tăng yếu. Còn tuy nhiên thì trong khung tuần thì chúng ta thấy là nó hiện tại vẫn đang vừa mới vượt nền đi lên, đúng không, và lại vẫn đang nằm trên TCAN và Kijun, và TCAN và Kijun ấy nó vẫn còn hợp bích trong 3 trong 5 tuần tới, tức là cái lực tăng ở trong cái trung hạn của cổ phiếu DG ấy nó sẽ vẫn còn mạnh trong thời gian tới anh chị nhá. Do vậy cho nên là những cái nhịp điều chỉnh ở trong khung ngày nó sẽ là cơ hội để cho anh chị tham gia, đúng không? Hay là các cổ phiếu như là TCH này. Đấy, hầu hết nó đều có những cái nhịp mà các kiếm nó mở rộng, và cái khung tuần thì nó cũng vừa mới xuất phát đi lên từ một nền tảng lớn thôi. Đấy, do vậy cho nên là cái cơ hội nếu mà nó có điều chỉnh trở lại nó sẽ là cơ hội để anh chị tham gia nhé. Đấy. Rồi một vài cổ phiếu khác như là của nhóm bất động sản như DXG thì nó cũng đang có những cái nhịp điều chỉnh test lại ở các cái vùng mà hút lại, khi mà chúng ta thấy là nó cách khá là xa cái vùng cân bằng. Thì bây giờ quanh cái vùng giá 19.5, đúng không? 19.5 trở xuống sẽ là cơ hội để anh chị tham gia. Một vài cổ phiếu khác của nhóm bất động sản thì mình thấy là yếu hơn, như là Novaland thì sau một cái phiên breakout với hơn 100 triệu cổ phiếu thì sau đấy nó thăng dướn lên, và sau đó thì bị có hai cây bán trở lại, nhưng mà cái thanh khoản thì nó không phải ở mức quá cao anh chị nhá, tức là trên trung bình 20 phiên. Còn hiện tại thì cái vùng hỗ trợ của nó là quanh cái vùng giá 17. Thì đây là cổ phiếu mà vẫn còn ở trong nền, đúng không anh chị? Sell cũng có những nhịp điều chỉnh trở lại, test lại cái đường MA20 ở đây. Đó, điều chỉnh test lại MA20. Thanh khoản thì vẫn đang duy trì ở mức khá là thấp. Hay sau những cái phiên mà anh chị thấy là cổ phiếu nó đẩy lên này, thì thanh khoản nó có những cái nhịp đẩy lên. Đấy, sau đó thì nó điều chỉnh trở lại với những cái nhịp mà thanh khoản nó thấp. Đó, thì nó cân bằng lại vùng này thì hoàn toàn có cơ hội để đi lên trở lại anh chị nhá. Đấy là các cổ phiếu bất động sản. Thì tất nhiên là Sell với cả DIG thì nó sẽ yếu hơn. Rồi. Ok, thì đấy là review nhanh cho anh chị về thị trường nhé. Em thì đang bị mất giọng anh chị ạ, chứ cũng không hẳn là ốm, đang bị mất giọng một chút nên là cái âm thanh nó không được trong trẻo như mọi hôm, thì cũng rất mong các anh chị thông cảm nhé. Ok, anh chị hãy tiếp tục ấn những lượt like, lượt share hoặc là ủng hộ Ngọc Nam những cái tài khoản mới nha anh chị nhé. Cúm kiếp như này mà vẫn rất là nhiệt tình để tiếp tục hỗ trợ quý chị nhà đầu tư ở trong những cái phiên không, giao dịch buổi sáng. Thật ra là không có cúm, tức là em thấy là trong người vẫn rất là ok, vẫn rất rất khỏe, vẫn bình thường. Chỉ có điều là cái dây thanh quản anh chị, cái dây thanh quản nó hơi bị ảnh hưởng một chút. Thì hôm trước em nằm điều hòa nó hơi lạnh quá. Còn về cơ bản thì sức khỏe vẫn bình thường, không có vấn đề gì anh chị ạ. Ok. Rồi, cả anh nhà không chắc... tiền ở đâu mà Ngọc Nam đi làm tuần bia đầu mùa chứ. Kéo bia vào kéo lại khỏi luôn ấy. Người ta gọi là lấy độc trị độc ấy. Ok, cảm ơn cả nhà nhé. Anh chị cho anh em xin những cái like, những cái subscribe ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn anh chị. Ok, các cái cổ phiếu thì mọi người tiếp tục đặt anh chị nha, mọi người tiếp tục đặt để chúng ta sẽ khi mà bước vào cái phía 9:15 sau 9:15 thì chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi mà quý chị nhà đầu tư đặt ra. Còn ngay trong phiên đầu phiên sáng thì mình nhìn thấy được là có vẻ như là cũng chưa biến động lắm. Còn không biết được là anh em ở bên VND đã giao dịch được chưa anh chị nhỉ? Có đặt lệnh hay là có gì mua bán gì được không ạ? Có lẽ là vẫn chưa đúng không? Mình thấy là trang web thì vẫn chưa vào được. Trang web thì nó vẫn đang hơi đơ đơ. Một cái lượng dữ liệu mà trong cả một tuần vừa rồi thì nó cũng không hề nhỏ anh chị nhé. Bạn phải hơi kiên trì một chút đây, hơi kiên nhẫn một chút.
Còn trong cái giai đoạn này thì các cái nhóm ngành thì mình vẫn đã chia sẻ với anh chị rồi, thì chúng ta vẫn chú trọng vào những cái nhóm ngành mà vừa rồi, nói chung là vừa rồi nó cũng đang có những cái nhịp mà tăng tương đối tốt, những cái cổ phiếu mà nó đang 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 được cái dòng tiền chú ý đến. Đấy. Bất động sản hoặc là một vài những cổ phiếu liên quan thép thiếc, hay là một vài những cổ phiếu chứng khoán cũng có một vài cổ phiếu ok anh chị nhé. Nên là nếu như anh chị nào mà đã có những vị thế tốt rồi thì các bạn cứ bình tĩnh, hoặc là ví dụ như là trong giai đoạn vừa rồi, trong tuần vừa rồi chúng ta giải ngân một vài những cổ phiếu khỏe, nhưng mà bây giờ nó quay trở lại cái điểm 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 mua của anh chị ấy, thì mình nghĩ rằng là nó cũng không có gì là quá xấu anh chị nhé, không có gì là quá xấu trong cái biến động vừa rồi của thị trường. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta mua đuổi theo là chúng ta phải xác định là gì, chúng ta ăn một cái nhịp sóng đằng sau. Tức là sao? Khi mà chúng ta đã xác định là chúng ta đuổi theo tầm khoảng 7-10%, là khi mà đuổi xong cái hàng về là nhiều khi là nó cứ đi ngang, mà sau đó thì cái nhịp đằng sau thì chúng ta mới ăn được trọn, chứ còn không phải là chúng ta kỳ vọng về cái việc mà mua xong là nó sẽ có lợi nhuận ngay lập tức anh chị nhé. Nên là chúng ta phải kiên nhẫn thôi, chúng ta phải kiên nhẫn một chút. Ok thì bây giờ cũng Ủa, 9:15 rồi, 9:15 rồi mà sao vẫn chưa, à đây điểm đây rồi, mãi mình nhảy điểm. Novaland thì đang tăng được 1% này anh chị này, Vinhome có này, VN30 chúng ta thì tăng âm tầm khoảng 3 điểm, âm tầm khoảng 3 điểm với lại những cái lực giảm của ACB, VIB, MBB. Mình nói thật với anh chị nha, trong giai đoạn này nếu như anh chị nhìn thấy là thị trường của chúng ta có giảm điểm, nhưng mà nó chỉ cục bộ thôi, nó chỉ cục bộ ở một vài những cái nhóm cổ phiếu. Các cái cổ phiếu khác của chúng ta thì nó cũng giảm, nói chung là nó khi mà thị trường giảm 1% mà nó cũng giảm tầm khoảng 1 đến 1,5%, thì mình đánh giá đấy là những cái phiên mà biến động bình thường của thị trường anh chị nhé. Còn mình chỉ lo một cái phiên nếu như mà tất cả các nhóm ngành đều đầu hàng thì đấy mới là cái phiên xấu. Còn khi mà vẫn còn những cái sự nhen nhóm hay là những cái nhóm ngành khỏe thì chúng ta vẫn cứ thoải mái chị nhé, chúng ta vẫn cứ thoải mái. Loát lại một cái thì bảng giá VLD đưa luôn đi ăn xì mình. Ok anh chị, thôi mọi người kiên nhẫn một chút anh chị nhé, mọi người kiên nhẫn một chút. Các cái cổ phiếu mà hôm nay đang tác động tốt thì chúng ta đang nhìn thấy có SHB cũng đang tăng này, nhưng mà cũng không nhiều lắm anh chị ạ, tầm khoảng không phẩy mấy phần trăm thôi. Điểm số thì đang giảm tầm khoảng 2 đến 3 điểm, giảm đầu phiên như thế này mình đánh giá thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Quan trọng là chúng ta đón 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 chờ cái sự trở lại của VND xem thế nào thôi ạ. Còn bây giờ thì nó vẫn chưa, nên là những cái rung lắc đầu phiên như này thì mình đánh giá thì nó cũng không có quá nhiều những cái bất ngờ. Còn khi mà chúng ta chú ý nhá, đoạn này các bạn phải nhìn nhận là gì, đoạn này là chúng ta tuần vừa rồi là chúng ta đóng cửa là cao nhất trong 1 năm rưỡi gần đây nhất anh chị nhé, 1 năm rưỡi gần đây nhất. Thêm nữa là gì, là chúng ta đóng cửa gần cái vùng kháng cự tâm lý nhất, là vùng giá 1.200, 1.300 là vùng kháng cự tâm lý nhất. Nên là cái việc mà rung lắc của thị trường là điều không thể tránh khỏi. Cái đoạn này là cái đoạn mà chúng ta cần phải tích lũy thêm sức mạnh để mà chúng ta có thể là tiến đến những cái mốc cao hơn. Nên là đoạn này thì trong cả tuần vừa rồi thì mình vẫn chia sẻ với chị về cái việc mà chúng ta hạn chế đuổi, bởi vì thị trường cũng đã sắp về đến cái việc mà vùng 1.300 rồi. Còn những cái nhịp rung lắc là sẽ là những nhịp mà các bạn chú ý, các bạn chú ý là chúng ta có thể là tham gia, đặc biệt là các cái cổ phiếu mà chúng ta đánh giá là khỏe anh chị nhé. Loát một cái bây giờ để ok anh chị. DG đang tăng 1% anh chị ạ. Ok, về cái câu chuyện của DG trong cái cuối tuần vừa rồi thì chắc chắn là các bạn cũng đã biết rồi, về cái việc mà DG sắp tới sẽ có một loạt những cái vấn đề liên quan đến tăng vốn. Có tất cả mọi thứ trong đấy, kể cả từ chia cổ tức anh chị nhé, chia cổ tức này, phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, phát hành ESOP này, phát hành cho cổ đông hiện hữu, cổ đông hiện hữu này, phát hành cho cổ đông chiến lược này. Tất cả mọi thứ thì nó sẽ được tập trung vào trong cái giai đoạn tiếp theo, tức là có thể là tầm quý 2. Vừa rồi chúng ta mới có được những cái thông báo, những cái chính sách tiếp theo của DIG, còn là sắp tới chúng ta phải chú ý. DIG thì đang tăng tầm khoảng 1,2%, trong cái tuần vừa rồi thì DIG là cổ phiếu mà. Cuối tuần vừa rồi giảm tầm khoảng 1,5% anh chị nhé. Mở sáng bốc đầu luôn. Thế là các cái cổ phiếu mà hôm nay các bạn nhìn thấy đẹp, VND thì lại đang tăng 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 1% anh chị nhé, 1,3% thôi. Giai đoạn vừa rồi thì như vừa rồi ngay lúc sáng mình nói này, nếu mà VND mà phiên giao dịch ngày hôm nay mà hoặc là phiên giao dịch ngày mai mà đóng cửa dưới cái vùng giá 22.7 22.8 thì có lẽ là chúng ta sẽ
sẽ phải có những hành động giảm tỷ trọng với cổ phiếu này, còn nếu mà nó giữ được thì vẫn ok anh chị nhé. Giờ nó đang tăng tầm khoảng 1,5% anh chị ạ. Anh em về lại đây. Đích lần này khá là nhiều game đúng không anh chị? Phát hành rồi chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát hành cho cổ đông chiến lược, rồi phát hành cho cả cán bộ công nhân viên ESOP nữa. Rất nhiều game. Tuy nhiên là nó mới đang lấy ý kiến thôi anh chị nhá. Còn bao giờ nó triển khai thì chúng ta chưa biết được. Nhưng mà khi mà có thông tin về việc phát hành ấy, thì khả năng là cổ phiếu nó sẽ vẫn còn được kéo anh chị. Vẫn đang ổn nhá. Thị trường đang âm một tầm 3 điểm. Chúng ta nhìn chút về thanh khoản nhé. Phái sinh đang âm một tầm 6 điểm anh chị. Thanh khoản thì vẫn đang tương đương với phiên giao dịch ngày hôm thứ 6. Bảng giá VND lại đen gì rồi. Không biết là anh chị đã đặt lệnh ở bên VND chưa? Hiện tại thì chúng ta thấy là cổ phiếu VND đang hồi lại. Nó đang có vùng hỗ trợ nền ở đây, đúng không ạ? Đang hồi lại một chút. Hôm nay mà đóng cửa ở trên 23.5 thì tương đối ổn anh chị ạ. Rồi chúng ta thấy nhóm bất động sản đang có những cái sự khởi sắc nhất định. Đích, TCH, Novaland và Shell thì đang xanh trở lại. Novaland thì nó xanh ngay đầu phiên sáng anh chị ạ. Ngay đầu phiên sáng nó xanh lên rồi. Ok, hôm nay mà TCH về đến 16 là mọi người nhớ lời hứa nhá. Nhớ là giai đoạn mà mình nói TCH 13, nhiều người nói là về 16 là đôi lần ủng hộ cà phê cho anh em uống thoải mái. Biết là thế nào, bây giờ đến 15.9 năm anh chị nhá. Target đầu tiên của mình đối với TCH là vùng giá 16 đến 16.5 anh chị nhá. Còn sau đó thì mình sẽ nâng tiếp một cái target thứ hai lên, tức là đã có một cái khoản lợi nhuận là tương đối rồi. Đến vùng chốt lời là mình sẽ hiện thực hóa lợi nhuận với những cái cổ phiếu mà mình đã tham gia giai đoạn trước. Còn DG thì target của nó thì vẫn còn anh chị nhé. Ok, 15.95 rồi. Chạm về đến 16 là chạm về đến Hải Phòng rồi đấy. Ok, đã thấy giá 16 anh chị nhé. Mọi người đang xem nhớ dành cho Thủy Vũ hay Ngọc Nam những cái lượt like và share anh chị nhé. Hôm nay thì ok anh chị. Rồi đã về đến nơi. Quá ghê gớm luôn ạ. Vượt luôn anh chị. Nói chung là những cái cổ phiếu như này thì anh chị nói chung đừng có bán sớm anh chị. Đến 16 thì nó chạm đến cái target của anh em ở đây. Lúc mà chúng ta khuyến nghị ở trên những cái vùng 13.x đúng không? Tuy nhiên thì về cái xung lực ở trong khung tuần nó vẫn còn rất mạnh. Thì mình nghĩ là anh chị vẫn nên tiếp tục nắm giữ anh chị nhé. Nó vẫn đang rất mạnh. Và chốt thì anh chị phải tìm tìm cơ hội để mua lại thôi. Nhưng về cơ bản thì mình thấy là nó vẫn đang rất là ổn. DG Novaland cũng đang hồi trở lại. Novaland thì hôm nay nó cần phải đóng cửa phá được cái vùng 17.7 anh chị nhé. Phá được cái khách sạn ở trong khu đô thị H1 này là ok này. Thật ra thì nó vẫn đang là cổ phiếu nó đang ở trong nền thôi, đúng không? Nó điều chỉnh về lại vùng khách sạn thì khả năng cao nó bật trở lại là xác suất rất là cao anh chị. Thị trường chúng ta đang quay trở lại gần tham chiếu, chúng ta mới có 1.000 tỷ được khớp lệnh thôi. Có vẻ như là thanh khoản vẫn chưa thật sự là cải thiện anh chị. Nói chung là cũng khá nhiều anh chị lo lắng về cái việc mà bên VND khi giao dịch trở lại người ta sẽ bán xả hàng ra, nhưng mà mình đã chia sẻ với chị rồi, cơ bản là về cái tư duy của chúng ta ấy, là cái dòng tiền nó
có bán ra VND nó lại mua lại bên khác thôi. Đấy, do vậy cho nên là mình thấy là nó không có vấn đề gì cả anh chị nhá. Mình chỉ sợ nhất đấy là khi mà chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến chính sách nó đảo chiều, nó làm cho cái tiền ở trên thị trường nó ít đi thì mình mới sợ thôi. Còn cái việc mà người ta chuyển bán từ bên này người ta sang người ta mua ở bên khác ấy, thì nó không phải là rút tiền ra khỏi thị trường. Thì những cái điều đấy thì chúng ta không cần phải quá lo lắng anh chị nhé. Còn cái xu hướng chung của thị trường ấy thì mình vẫn đánh giá là tốt thôi, đúng không? Còn tất nhiên là trong ngắn hạn thì những cái việc rung lắc điều chỉnh không thể nào tránh khỏi, nhưng mà cái xu hướng của thị trường thì vẫn là một cái xu hướng tích cực anh chị ha. Tính 1 tuần cho anh em chuyến du lịch. Ok, thế thì quá đẳng cấp anh chị. Rồi, xin chào anh chị Mani nhá. Xin chào anh chị. Cả nhà giúp anh em những cái lượt like nhá, những cái trái tim màu tím ở trong một comment để tăng cái độ tương tác. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vinamilk, anh chị có câu hỏi về cổ phiếu về thị trường thì anh chị cứ nhắn vào trong chat nhé. Vinamilk thì mình đánh giá là không nên tham gia anh chị ạ. Ở đây thì nó về đến vùng hỗ trợ rồi thì khả năng nó có hồi kỹ thuật thôi anh chị nhá. Còn về cái xu hướng cổ phiếu thì mình đánh giá là nếu mà để mà xét về đầu tư hay là để xét về nắm giữ ấy, thì nó cũng không không phải là cổ phiếu tốt. Còn ở đây chị mua tại vùng hỗ trợ thì nó hồi phục được một vài phần trăm thì nó cũng không thay đổi. Khung tuần thì phía trước mặt nó vẫn là một cái đám mây rất là dày, đúng không? Cho nên là cái giai đoạn quý 2 và quý 3 của của Vinamilk ấy nó vẫn còn cực kỳ là khó khăn anh chị nhá. Ở đây thì cơ bản nó chỉ có những cái nhịp hồi phục thôi. Thì thậm chí anh chị nào có hàng ấy, mọi người có thể tranh thủ những cái nhịp hồi phục để anh chị có thể cơ cấu cái danh mục để mua có sở hữu cho mình được những cái cổ phiếu tốt hơn anh chị nhé. Còn không nên tham gia, đúng không? Mua mới thì mình đánh giá là không nên tham gia anh chị ha. Xin chào anh Lý Phước An. VHM. VHM thì về các cổ phiếu họ nhà Vin thì em thấy nó cũng không hiệu quả lắm anh chị ạ. Và ra cầm những cổ phiếu này nó cũng hơi mất thời gian. Đấy, em thấy là bây giờ có rất nhiều các cổ phiếu nó đang có trend xu hướng, nó đang hình thành những cái lực tăng ở trong chung và dài hạn, nó tốt hơn rất nhiều so với các cổ phiếu như là Vinamilk, như là VIX hay là VHM. Thật ra tham gia ở vùng này thì mình thấy là nó cũng không giảm nhiều đâu, nhưng mà nó không hiệu quả anh chị, nó không hiệu quả cái nguồn vốn của các anh chị. Thì mọi người có thể tham gia vào những cái cổ phiếu khác nó ok hơn anh chị ha. Đấy, còn là mình bên em thì cũng không có khuyến nghị các cổ phiếu đấy anh chị. Rồi, chúng ta thấy nhóm bất động sản đang khởi sắc trở lại. TCH đang về dưới 16 một chút này. Thế là điểm mua thì nó không còn đâu anh chị nhé. Nhưng mà cái cơ hội thì cái lực tăng thì nó vẫn còn rất là tốt. Hôm nay em hơi bị mất tiếng một chút anh chị ạ. Xin target của PVS. PVS thì ngắn hạn đấy. Ngắn hạn sẽ là quanh vùng giá 40.x anh chị nhé. Đấy, còn cái xu hướng của nó thì trên cái khung tuần ấy thì em thấy là nó đang tích lũy rất là chặt, đúng không? Và đang có cơ hội bám cái band trên đi lên. Đó, thì ngắn hạn sẽ là 40.5. Còn về chung về dài hạn thì nhóm dầu khí vẫn là một trong những cái nhóm mà bên mình có nắm giữ trung hạn anh chị. PVD và PVS đều nắm giữ trung hạn hai cổ phiếu này. Mua từ khá lâu rồi. Thật ra PVS thì nó chưa hiệu quả lắm, nhưng mà PVD thì lợi nhuận đâu đó được tương đối tốt ở trên 20% rồi anh chị nhé. Quay trở lại với thị trường thì vẫn đang quanh tham chiếu thôi. Nhóm bất động sản thì đang khởi sắc hơn anh chị. Chứng khoán thì chúng ta thấy là xanh đỏ đan xen đây. Nhóm thép cũng đang xanh trở lại anh chị nhé. Thép mình đánh giá rất là cao ở nhịp này. Đấy, những cái nhịp rung lắc điều chỉnh này là cơ hội để anh chị tham gia này. Anh chị có mua bổ sung thêm đúng không? Thì anh chị có thể tham gia thêm được.
anh chị nhá, hoa sen này. Đấy, cung tuần của nó thì chúng ta thấy là đang có những cái trạng thái mà chuẩn bị phá được cái giao găm ở đây rồi. Cái giao găm này thì tuần này đúng không? Tuần này, tuần sau thì nó vẫn còn. Nhưng mà tuần sau nữa là bắt đầu nó tịnh tiến đi xuống. Với đường giá nó sẽ thoát ra khỏi cái giao găm. Tất nhiên nó vẫn là cái vùng cản mạnh, nhưng mà cái cơ hội để phá của nó là có anh chị nhá. Cơ hội là nó sẽ phá được. LCG đang tăng khá tốt. Rồi, LCG. Ok anh chị. LCG, FCN, VCG là ba cổ phiếu tốt nhất ở trong nhóm đầu tư công. Nói chung mà anh chị đánh thì đầu tư công thì nên tập trung vào mấy cổ phiếu đấy thôi. Anh chị nào thích biên độ rộng thì mình nghĩ là LCG và FCN, còn là thích kiểu như là lù đà lù đù hay là nó hơi chậm một chút thì sẽ là VCG. Nay đầu tư công chúng ta đang thấy là LCG đang tăng về 14.5 đây này, FCN thì cũng đang tăng một chút, VCG thì cũng đang được tầm khoảng 0,8%. Dù thị trường của chúng ta hiện tại vẫn đang có 199 mã đỏ anh chị nhé, nhưng mà vẫn có 123 mã xanh, nó vẫn đang len lỏi ở trong các nhóm ngành. Ví dụ các bạn nhìn thấy là bất động sản hôm nay thì sáng nay thì cũng có khá nhiều những cổ phiếu ví dụ Đích hay Novaland tăng, tuy nhiên thì nó cũng không phải là tăng quá mạnh đối với lại các cái cổ phiếu còn lại trong các cái nhóm ngành. Sell đất xanh thì bây giờ vẫn đang tham chiếu anh chị nhé. Cái này mình vẫn nói được là những cổ phiếu mà tốt đằng sau, ví dụ như đất xanh, Sell hay HDC hay là một vài những cổ phiếu khác thì cái lượng hàng mà tồn ở bên kia anh chị nhé, cái lượng hàng mà tồn ở bên kia ở bên cái 4 tháng trước ấy, thì nó vẫn còn đang duy trì. Nên mà để mà đi cái nhịp này thì chắc chắn là nó phải hấp thụ thêm anh chị nhé, hấp thụ thêm cái lượng hàng ở cái tầm khoảng 4 tháng trước, tầm khoảng trong cái thời gian 4 tháng trước anh chị nhé. Nên là khi mà sell, ví dụ như khi mà sell bứt qua được 24 ấy, thì lúc đó thì bắt đầu nó mới là một cái nhịp chính của sell. Còn đoạn này thì chắc chắn là anh chị cầm anh chị cần phải kiên nhẫn thôi, hay thậm chí đất xanh thế thôi. Đất xanh thì nhịp vừa rồi cũng tăng một nhịp từ dưới đi lên, đoạn này thì cũng vẫn đang ở cái vùng đỉnh cũ của nó là quanh cái vùng giá 20 20.5. Nên là những cái nhịp rung lắc như này thì với anh chị nào mà đã cầm hàng hay là anh chị nào mà đã có đủ hàng rồi thì mình nghĩ là vẫn đang ok anh chị nhé, vẫn đang ok, chúng ta cứ bình tĩnh. Như là mua xong rồi thì hãy phải đợi thôi chị ạ, phải đợi thôi. Ok, Novaland thì sáng nay tăng lên 17.7, còn bây giờ thì cũng đang hạ nhiệt một chút. Thép thì hiện tại Hoa Sen thì cũng đang tăng tăng lại xanh anh chị nhé, tăng lại xanh. Nam Kim thì đang tham chiếu. Hôm nay thì chúng ta có Hòa Phát cũng đang ở tham chiếu. Ngân hàng của chúng ta hôm nay thì sao ạ? Ngân hàng của chúng ta hôm nay thì Vietcombank, SHB, STB, còn lại thì cũng khá nhiều cổ phiếu đỏ. Tức là cái nhịp này thì cái phiên giao dịch hôm nay thì VN30 đang có những cái tác động của cái cổ phiếu ngân hàng ở trong trong giai đoạn này chị nhé, trong phiên hôm nay. Vietcombank VRE, còn lại thì bên dưới thì lại là FPT, CTG và MBB. Nhóm dầu khí hôm nay thì chúng ta đang nhìn thấy PVS và PVD thì cũng đang tăng, PVT thì cũng đang tăng nhẹ thôi, không có quá nhiều đột biến chị ạ, không có quá nhiều đột biến, loanh quanh 1% thì cũng không phải đột biến. Tuy nhiên thì nó vẫn đang nằm ở trong cái lượng mà 129 mã xanh kia. Hiện tại thì số mã đỏ của chúng ta thì đang gần gấp đôi, nhưng mà nó vẫn có những cái nhóm ngành vẫn có len lỏi ở đây. Cái nhóm cổ phiếu mà hôm nay thì chắc là chứng khoán thì cũng giống bank ấy, cũng không có nhiều đột biến. VND thì đang nằm trên 23, với mình thì VND nằm trên 23 thì đã là thành công lắm ấy, sau một cái nhìn tuần mà quá sóng gió của nó luôn. Nói chung là anh chị cứ kiên nhẫn rồi nó sẽ tăng trở lại thôi. VND, HHV chạy rồi, HHV đang chạy theo LCG anh chị ạ. Thật ra đầu tư công thì mình có đánh giá cao nhất là LCG, FCN với cả VCG. HHV thì nó sẽ lên được anh chị nhá, nhưng mà để mà so với cái sự hiệu quả ấy, thì trong ngắn hạn nó sẽ chưa bằng LCG. Còn khi nào ấy mà HHV nó bứt được đúng không, nó thoát được hẳn cái vùng giá 16.2 thì lúc ấy nó mới mạnh anh chị nhé. Còn hiện tại bây giờ thì nó vẫn đang nằm trong nền. Còn các cổ phiếu như LCG thì nó thoát lên trên rồi, nó đang trong một cái xu hướng tăng rồi đúng không, cho nên là nó sẽ thanh thoát hơn. Còn HHV thì nó sẽ tăng thôi, nhưng mà nó sẽ yếu hơn một chút nhé, cái nhịp sau có thể nó sẽ chạy sau, gọi là trâu chậm thì uống nước đục đấy anh chị, nhưng mà nó vẫn lên nhá, nó vẫn tăng được ạ.
hiện tại vẫn đang tốt anh chị ạ. Hôm trước thì trên live stream chia sẻ anh chị là khi nó vượt lại 10-20 ở đây đấy, thì nó rung lắc, nó tích lũy, nó test lại 10-20 là điểm mua đấy, những cái quanh cái vùng giá 15.3 15.4 ở đây là điểm mua này anh chị này, test lại với thanh khoản thấp ở dưới trung bình 20 phiên thì cái cơ hội để nó bật lên là rất là cao anh chị nhá. Đấy, trước mắt thì nó sẽ hướng về cái vùng giá 16.2, về đây nó sẽ cần thêm thời gian hấp thụ để trước khi nó có thể đi lên tiếp. Có vẻ như là các anh chị giao dịch ở bên VND thì vẫn đang gặp những cái sự khó khăn nhất định đúng không ạ? Em thấy là một số anh chị có nhắn là chưa giao dịch được. Có vẻ như vẫn chưa 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 thể kết nối được ổn anh chị ạ. Rồi, không sao, chúng ta tiếp tục theo dõi bảng giá này anh chị nhé. Rồi, full MSB. Tại sao lại full MSB anh chị? Nhóm ngân hàng thì nó đang quay trở lại test đáy thôi. Cổ phiếu này hôm trước em pick cho anh chị mua trong trung hạn quanh 14. Nói chung là nắm thì cũng được. Nhưng mà anh chị chỉ nên dành cho nó khoảng tầm dưới 20% tỷ trọng thôi cho nhóm ngân hàng anh chị nhé. Còn hiện tại thì Nam thấy là có rất nhiều các cổ phiếu nó có cơ hội tăng giá tốt hơn nhiều, thuộc nhóm chứng khoán, thuộc nhóm thép, thuộc nhóm bất động sản. Thì anh chị nên tập trung cái nguồn lực của mình vào những cái nhóm mà nó có cái sức mạnh tốt hơn. Còn ngân hàng thì nó sẽ vẫn tăng nhé, nhưng mà nó tăng chậm hơn. Thì như có chia sẻ với anh chị là chúng ta sẽ chỉ dành khoảng tầm dưới 20% tỷ trọng của nhóm ngân hàng thôi. Hôm nào xem Nam là thị trường tốt, xem Cường là thị trường giảm. À thế anh chị. Nói chung là cũng về mặt tâm linh thôi anh chị, đúng không? Thì hôm nào mà anh chị cầm hàng thì anh chị xem em Nam, mà cầm tiền thì xem em Cường. Anh chị ha. Đấy. Hiện tại thì thị trường chúng ta vẫn đang quanh tham chiếu anh chị nhé. Số lượng mã đỏ thì vẫn đang áp đảo. Chúng ta nhìn chút về thanh khoản. Thanh khoản thì vẫn bằng cái phiên thứ 6 tuần trước thôi. Mình thấy là nó chưa 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 có cái sự gọi là quá thay đổi. Chúng ta vào trong chủ của VND xem là có cái thông báo gì không anh chị nhé. Chưa có gì mới anh chị ạ. Đấy, bảng giá thì em Nam thấy là nó vẫn chưa được trơn tru. Đấy, nó chưa chưa thể giao dịch một cách bình thường được. Chúng ta cùng nhìn một chút ở trong cái khung đồ thị H1 của thị trường nhé. Chúng ta thấy là trong cái phiên ngày hôm nay, ngày mai. Ngày hôm nay nhé, trong phiên ngày hôm nay thì ở thị trường ta sẽ có một cái mây đỡ rất lớn ở đây. Đúng không? Cho nên là để mà thị trường ngày hôm nay nó giảm mạnh ấy, thì mình đánh giá rất là khó. Đúng không? Hôm nay thị trường nó nhúng xuống rút chân lên là đẹp. Anh nhìn nhá. Đấy là cái về cái trong cái khung đồ thị H1. Còn về cái trạng thái mà để cho thị trường có những sự biến động mạnh hơn ấy, thì khả năng nó sẽ xảy ra vào các cái phiên giữa tuần, chiều ngày thứ ba trở đi, thì những cái sự biến động của thị trường nó sẽ mạnh hơn. Còn ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta có điều chỉnh ấy, thì nó cũng sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại thôi, khi mà chúng ta có một cái mây đỡ rất là dày ở đây và cái ben dưới nó đang hướng lên anh chị nhá. Đó, thì để cái biến động mạnh thì nó phải xảy ra vào phiên ngày thứ ba, nhanh thì chiều thứ ba và chậm thì thứ tư, và hoàn toàn vẫn có cơ hội để thị trường bóp ben để bật tăng ở đây anh chị nhá. Cái xu hướng tăng của thị trường thì nó vẫn đang được duy trì và mình thấy là cũng chưa có bị vi phạm gì cả anh chị ha. Đấy, đây là kênh tăng của thị trường anh chị này. Đặt lệnh bên VND khớp mà có lẽ là khớp được, nhưng mà về bảng giá thì em thấy là chưa xem được anh chị ạ. Rồi, chúng ta thấy là số lượng mã đỏ thì vẫn đang áp đảo. Mã xanh thì có 120 mã thôi, nhưng mà đến từ các cổ phiếu bất động sản khá là nhiều. Bất động sản, chứng khoán thì chúng ta có một vài mã như là SHS, VND, đúng không ạ? Bất động sản thì đang xanh. DG hiện tại vẫn đang rất mạnh nhé. Nói chung là anh chị cứ cầm DG đi. DG thì bên mình vẫn cầm. Các cái câu chuyện về việc phát hành thêm đấy, nó là những các cái game anh chị.
Còn về cái quỹ đất của DIG thì nó là rất lớn, nó chỉ sau Vinhome với cả là Novaland thôi. Đấy, thì tất nhiên là nó sẽ cần rất nhiều cái nguồn lực, các cái nguồn vốn để triển khai các cái dự án, đặc biệt là những cái đại dự án lớn ở Long Tân anh chị nhé, nó sẽ cần rất nhiều. Hiện tại thì nó đang tăng được đâu đó 3%. DIG đang rất mạnh anh chị nhé, nên là đừng có. Hôm trước thì có một số anh chị có nhắn tin hỏi em Nam là nó phát hành thêm như vậy thì có sợ hay không, thì mình đánh giá với anh chị là khi mà nó ra thông tin phát hành thêm cổ phiếu nó vẫn có thể được kéo, còn nó vẫn chưa chốt, nó vẫn chưa chốt cái ngày phát hành thêm là ngày nào, ngày chia cổ tức chưa, đây mới chỉ là kế hoạch thôi. Đấy, có thể là nó sẽ là nằm trong quý 2 hoặc có thể là quý 3 hoặc thậm chí là năm 2025, mình chưa biết là khi nào anh chị nhé, có thể là quý 2. Mình vẫn ấn tượng nhất là cái phiên mà nó đánh ngược dòng anh chị ạ. Cái gọi là Ý cái ký ức chí thì không thể thể nào nhòa được hai cái phiên đấy. đúng rồi. Nó đánh kinh khủng luôn. Thì cái lượng tiền vào đấy chị ạ. Trong hai cái phiên mà một phiên thị trường đỏ này, phiên sau thì giảm 42 điểm này. Đánh đánh kinh khủng luôn. Không hiểu là tiền ở đâu nhiều thế. Dã man. Nếu mà anh chị nhìn cái bảng điện mà trong cái phiên mà thị trường giảm 42 điểm ấy chị nhé, chúng ta phải nhìn nhìn cái phiên đấy thì chúng ta mới biết được. Nói chung là người ta đã set up khá là kỹ, chuẩn bị khá là kỹ cái nhịp này. Nói chung là anh chị cứ nhìn vào chart tuần đi. Cái chart tuần của nó như thế này thì anh chị còn lo cái gì, đúng không? Ba kiếm nó chỉ lên, anh chị đi học Ichimoku, anh chị nào học anh chị biết rồi. Đấy, Bollinger Band nó thắt chặt, nó breakout đi lên, dòng tiền nó như thế này. MACD nó như thế này thì mọi người phải kỳ vọng nó về 40 45, như anh chị cứ lo mấy cái thông tin đấy làm cái gì, đúng không ạ? Còn nó chỉnh anh chị mua anh chị nhá, bên mình thì mình vẫn khuyến nghị anh chị tiếp tục nắm giữ. Có phiên nào thanh khoản hơn VND không? Phiên đó tiền mới nhiều. Thật ra cái viên của đích là tiền nhiều hơn nhé, bởi vì là đích thị giá nó cao hơn anh chị nhìn đích cái phiên này là nó là hai phiên của nó là 180 160 triệu cổ phiếu, tức là mỗi một phiên của nó là 80 70 triệu, đúng không? 70 triệu mà nó nhân với lại 30.000 một cổ phiếu thì nó là 2.000 tỷ, 2.100 tỷ. Còn Novaland ở đây thì nó chỉ là một phiên thôi, 100 triệu cổ phiếu, nhưng mà cái thị giá của nó có 17 thì là đâu đó nó chỉ có 1.700 tỷ thôi. Còn đây ông DG ngoánh phát hai phiên là gần 5.000 tỷ hai phiên này, nhiều hơn đấy anh chị. Anh chị nhìn cả thị giá nữa, anh chị tính ra cái giá trị ấy, chứ còn cái khối lượng thì nó còn phụ thuộc vào giá trị mà anh chị, thị giá nó cao hơn nhiều. Rồi, thị trường của chúng ta lấy được lại sắc xanh anh chị, bất động sản thì vẫn đang rất mạnh nhé. Tất nhiên là mình nói như vậy không có nghĩa là anh chị nhảy vào đua nhé, mình nói là để anh chị nắm giữ cổ phiếu thôi, còn điểm mua thì bây giờ không có điểm mua anh chị nhé. Còn cái việc mà anh chị mua anh chị kỳ vọng cao hơn thì cái đấy anh chị tự quyết định, còn những cái điểm mua thì anh em đã chia sẻ cho anh chị rồi, đúng không, ở trên livestream này, rồi các điểm mua mới, các điểm mua bổ sung. Còn hiện tại thì bây giờ chúng ta chỉ nắm giữ thôi, trong 2 tuần ở đây chúng ta mua nhiều rồi, còn những cái việc mà thị trường nó rung lắc thì đấy là việc của thị trường anh chị, còn cổ phiếu nó vẫn đang có những cái trạng thái rất là tốt. Rồi, thị trường của chúng ta lấy lại sắc xanh anh chị. À, nhưng mà số lượng mã đỏ thì vẫn đang chiếm áp đảo. Hôm nay để mà nói nhóm ngành thì chúng ta đang có sự ngoại bất động sản anh chị nhé, thì chúng ta có sự tích cực hơn của nhóm liên quan đến đầu tư công này anh chị nhé, thì khá nhiều những cái cổ phiếu mà vẫn đang duy trì được sắc xanh, LCG gần 3%, FCR 2,1, C4G thì hôm nay cũng được gần 2%, HHV thì cũng đang được tầm khoảng 1,3%. Ngoài ra thì mình nhìn thấy được là nếu mà so với cả nhóm ngành thì mình đang nhìn thấy là kể cả dầu khí thì cũng đang có nhiều mã xanh hơn. Nếu mà cuối tuần vừa rồi anh chị có quan tâm đến một vài những cái thông tin thì cái nhóm liên quan đến dầu khí cũng là cái nhóm mà có một vài những cái thông tin cũng góc nhìn của mình cũng tương đối ổn thôi, chứ còn để mà nói mà tích cực
thực sự là tích cực thì cũng chưa, bởi vì cái vấn đề của lô B ô môn của chúng ta vẫn đang bị mắc anh chị nhé, vẫn đang bị mắc ở cái nhà nhà máy điện ô môn 4 anh chị nhé. Tất cả mọi thứ thì đã ok rồi, mình nhớ là tầm khoảng 11 trên 12 vấn đề là đã được giải quyết rồi. Còn cái vấn đề liên quan đến ô môn 4 ấy, thì trong quá trình thực hiện thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta giải quyết, nghĩa là còn một vấn đề nữa anh chị nhé. Tuy nhiên thì mình đánh giá được là nếu mà anh chị muốn chậm chắc thì nhóm dầu khí, các cái cổ phiếu thượng nguồn vẫn là những cái nhóm cổ phiếu mà anh chị nắm giữ được anh chị nhé. Còn để mà nó đánh đấm trong giai đoạn này thì nó sẽ chưa được nhanh cho lắm, chưa được nhanh cho lắm anh chị nhé. Hôm nay thì mình nhìn thấy là dầu khí cũng đang xanh cũng 80 đến 90%. Đầu tư công thì chúng ta cũng 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 có được tầm khoảng 6-70% là cổ phiếu đang xanh, bất động sản thì vẫn đang ok. Với Đích đang dẫn đầu, TCH đằng sau. Chúng ta có Lovaland cũng hôm nay cũng khá là ổn. Đất xanh thì cũng đang tăng được 1%, sale thì hôm nay vẫn lấy lại được 23 rồi. Này VND chưa giao dịch thì anh chị nhé, chưa giao dịch được. Không, hình như là có một số anh chị đặt lệnh được đấy, có Đặt cái lệnh là được. bảng giá thì chưa xem được thôi. À. Ok, không biết là mọi người có xác nhận những cái vấn đề đấy ok không anh chị? Có mua bán được đúng không anh chị? Nếu mà mua bán được thì là ổn anh chị. Nếu mà Đặt lệnh mình không được sợ đâu. Đặt lệnh được. nhưng mà có khi là phải sang xem bảng giá bên khác đúng không, xem bảng giá bên khác. Còn đâu anh chị nào thích thì MP luôn, nào thì HPG vào được anh chị. HPG bản chất nó đang ở nền số 2 thôi. Anh nhìn nhá, mấy cổ phiếu kiểu như này kiểu gì nó chẳng lên, đúng không? Anh chị thấy là nền 1 nó thoát đi rồi, nền 2 nó đang rũ bỏ tích lũy test lại thôi. Anh chị nhá. HPG vào được, khung tuần vẫn đang là xu hướng tăng anh chị ạ. Không xem được bảng giá, đúng rồi, không xem được bảng giá. Dầu khí thì tăng do ảnh hưởng tích cực của giá dầu thế giới. Nói chung là em thấy là dầu khí bây giờ nó đánh nó không không liên quan đến giá dầu đâu, đúng không? Bây giờ nó là các câu chuyện liên quan đến kết quả kinh doanh, các câu chuyện liên quan đến đại dự án Lô Bê Ô Môn anh nhìn nhá. Đấy, cho nên là mình nghĩ là nó không liên quan đến giá dầu. Nó không giống như ngày xưa nữa. Thật ra cái sóng dầu khí thì nó không mạnh, nó chỉ có mạnh có đúng một cái nhịp mà năm 2014 thôi, còn lại đại đại đa phần các năm thì sóng dầu khí nó không mạnh, nó sẽ là cái cổ phiếu mà nó thiên về nắm giữ anh chị nhá, thiên về nắm giữ để đầu tư ấy. Thì mình đánh giá năm nay và năm sau anh chị nhá là những cổ phiếu dầu khí anh chị mua nắm giữ rất là ok, không có vấn đề gì anh chị. Nó đã tạo đáy lợi nhuận vào năm 2022, 2023 rồi, 2024, 2025, 2026 thì lợi nhuận của nó sẽ tốt dần lên. Đấy, nó sẽ có rất nhiều các cái công việc từ đại dự án Lô Bê một. Tất nhiên là cái đấy nó vẫn là câu chuyện anh chị nhá. Thì mình đánh giá là khi nào câu chuyện nó còn ấy, thì cổ phiếu nó còn tăng, đúng không? Còn khi nào cái đại dự án đấy nó triển khai rồi, các cái công ty đấy nó bắt đầu lợi nhuận nó bắt đầu lên cao rồi ấy, thì lúc ấy là lại không còn là cái lúc mà chúng ta đầu tư được nữa. Còn khi mà nó còn đang xấu xấu bần bật đúng không, dự án nó vẫn còn lập lờ lúc có lúc không, thì đấy vẫn là cái thời điểm mà chị vẫn đầu tư được. Đấy, thì đấy là hai cổ phiếu PVD, PVS thì vẫn là hai cổ phiếu mà bên mình vẫn nắm giữ và mình đã khuyến nghị anh chị rất lâu rồi. Đợt nhịp vừa rồi thì cũng không có bán anh chị. À, những cổ phiếu phòng thủ, và nhưng mà lưu ý nhá anh chị, những cổ phiếu phòng thủ anh chị chỉ nên dành cho nó một cái tỷ trọng vừa phải thôi, tránh cái trường hợp là nó tăng chậm nó khiến cho anh chị sẽ cảm thấy là nó hơi bị sốt ruột, đúng không? Anh chị dành cho nó khoảng 10-20% tỷ trọng thôi, chia ra anh chị. Còn mình tỷ trọng cao nhất thì anh chị vẫn nên tập trung vào chứng khoán, vẫn nên tập trung vào thép và bất động sản, đâu đó đầu tư công nữa anh chị nhá. Chứ còn bây giờ mình nói chung là cứ nói về cổ phiếu dầu khí và anh chị làm quả all in vào dầu khí thì mình đảm bảo với anh chị là nó chán lắm, đúng không? Cổ phiếu nó lên thì lên được chút xíu à, đó, xong nó lại đi ngang tích lũy rồi lại lên, nó lại chỉnh lại lên, nó chỉnh, nói chung là xu hướng chung thì vẫn lên nhưng mà nó chậm. PVP thì nó là đầu cơ anh chị. HSG vào được anh chị nhá, KHG làm gì được đâu, à không làm gì được, HSG vào được anh chị nhá. Đấy, HSG thì cái vùng khách sạn của nó là vùng 23.5 đúng không? Hôm nay nó cũng lấp cái gap hôm trước nó mở ra luôn rồi. Lấp cái gap rồi. Anh nhìn nhá. Rồi, chào bạn Sơn Ngân nhé.
Cách hôm trước nó vượt 24 là điểm gia tăng nha anh chị. Cái cây này là cây gia tăng này. Đấy, những cái điểm mà nó test lại vùng 24.5 đây cũng là điểm mua này anh chị nhá. Còn ở đây thì bây giờ nó bứt 26 thì điểm mua nó hơi bị quá điểm anh chị ạ. Cái bản chất của khung tuần thì vẫn có thể, nhưng mà nó bứt ở đây thì nó hơi bị quá điểm. Nếu mà chuẩn ấy là cổ phiếu này mua ở những cây này này. Đấy, cây này là cây mua và cây này là cây gia tăng này. Đấy. Còn lên đây thì nói chung là nó có những cái nhịp nó điều chỉnh test lại được cái vùng giá 24.5 thì là mua là được. Còn cổ phiếu này nó có vượt được 26 luôn đấy, đúng không? Nó vượt được 26 thì nó phải test lại thôi. Anh chị nhá. Còn phù hợp cho anh chị nắm giữ thôi. Hiện tại thì Nam vẫn đang để các cái đường link Zoom cộng đồng trong khung chat nhé. Anh chị muốn vào Zoom cộng đồng thì có thể quét mã QR code ở góc trái hoặc click vào cái đường link Nam đang gửi nhé. Hiện tại thì Nam đang để một cái logo của game ở trên góc phải màn hình anh chị nhé. Thì đây là một cái đối tác của IDP để triển khai các cái hoạt động margin cao, đúng không? Margin tỷ lệ margin lên tới tỷ lệ là 28. Đó, anh chị nào mà muốn có những cái giao dịch với những cái tỷ lệ đòn bẩy cao thì mọi người có thể liên hệ với số điện thoại của Nam hoặc anh chị Vũ ở trên màn hình để hỗ trợ cho anh chị nhé. Đây là một cái đối tác mới của IDP. Hiện tại thì Nam đang để cái logo ở đây. Thì anh chị có thể là vào cái trang chủ của game ở trên Google ấy, anh chị cứ lên anh chị gõ game là nó sẽ ra anh chị nhé. Đấy, ra cái trang chủ Google ở trên của game thì nó sẽ là một cái đơn vị để cung cấp tỷ lệ margin cao. Anh chị sẽ có những cái tài khoản để anh chị giao dịch một cách bình thường, anh chị tự giao dịch đúng không? Anh chị nạp tiền vào giao dịch như một cái app chứng khoán bình thường anh chị ha. Thì anh chị nào mà muốn triển khai thì có thể là liên hệ với số điện thoại của Nam, anh chị Vũ thì hai anh em sẽ hỗ trợ anh chị mở những cái tài khoản để anh chị có thể giao dịch anh chị ha. Rồi, anh chị cho anh em xin một cái tương tác về âm thanh và hình ảnh nhá. Anh chị nào muốn trở thành khách hàng của câu lạc bộ IDP, trở thành khách hàng của Nam và anh chị Vũ thì có thể liên hệ với số điện thoại của Nam, anh chị Vũ ở trên màn hình nhá. Để mở những cái tài khoản VPS mới hoặc là chuyển ID nếu như anh chị đã có tài khoản rồi, để vào Zoom khách hàng để anh chị nhận được những cái sự tư vấn các cái điểm mua điểm bán một cách phù hợp anh chị ha. Chúng ta thấy là DIG đang tăng rất là tốt 3%, đúng không? Cổ phiếu này đang rất nhiều game, nhưng mà ở đây không còn điểm mua đâu anh chị nhá, nên mình chỉ nắm giữ thôi, đúng không? Tại này thì khả năng cao là nó sẽ tạo ra một cái nền tảng số 2 ở đây nữa trước khi nó tiếp tục đi lên. Mà xu hướng thì vẫn là xu hướng tăng rồi. Bất động sản phục nhất là nhà Từ Liêm, chính xác. Nhà Từ Liêm nó về được đỉnh lịch sử rồi. Đấy là cổ phiếu mà mình đánh giá là ghê gớm nhất của nhóm bất động sản. Rồi, đích được 4% rồi anh chị. Quá ghê gớm. Đúng không ạ? Đích là quá điểm mua rồi anh chị nhá. Cái bất động sản bây giờ thì một vài cổ phiếu như Shell nó vẫn còn đang ở nền này. Novaland thì còn đang ở nền thôi. Còn lại mấy cổ phiếu khác thì đại đa phần là nó quá điểm mua rồi. DXG đang tăng trở lại này. Đấy, DXG cũng tốt anh chị nhá. HTC rồi. HTC cũng đang rất là tốt, đúng không? Nó vượt qua cái ngàn chéo, những cái nhịp nó rung lắc như này thì từ từ nó sẽ lên được thôi. Âm thanh hình ảnh tuyệt vời. Ok, ông nào tài khoản bên VND bán ra cho xong D để thị trường còn chạy tiếp. Ok, đúng rồi. Thật ra thì mình không sợ cái việc mà bên VND người ta bán đâu, không sợ gì. Như đã trao đổi với chị rồi, cái góc nhìn của mình ấy
là tiền nó chỉ chuyển từ công ty chứng khoán này sang công ty chứng khoán khác thôi, chứ nó không rút ra khỏi thị trường thì chúng ta không sợ anh chị nhá. Mình chỉ sợ cái là cái chính sách đảo chiều thôi, đúng không? Chỉ sợ chính sách đảo chiều thôi, chỉ sợ cho chúng ta không còn trong một cái môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng nữa thì chúng ta mới sợ. Chứ còn cái việc mà bán được công ty này để nạp tiền sang công ty khác mua thì nó có khác gì đâu, đúng không anh chị? Cái tổng tiền nó có thay đổi đâu, đúng không? Bây giờ chỉ ví dụ là người ta rút ra, người ta đi đầu tư bất động sản, người ta đi làm việc khác, người ta đi gửi tiết kiệm thì chúng ta mới sợ thôi. Chứ còn người ta rút ra để người ta mua ở bên khác mà. TCH nên cầm anh chị ạ. Còn anh chị có hiện thực hóa thì hiện thực hóa một phần thôi. Còn cung tuần của nó em thấy là mạnh lắm. Tất nhiên là đoạn này nó sẽ tăng yếu hơn, đúng không? Nó sẽ dừng lại, nó tích lũy, nó tạo một cái nền, nhưng mà em nghĩ là nên cầm để tránh những cái trường hợp mà nó kéo rít lên như này thì rất là ghê. Không, có những trường hợp mà nó chả tích lũy gì mà nó kéo rất mạnh nhá anh chị nhá. Đoạn này vừa mình nói chốt là bạn nhìn khung Ừ. tháng, mình đánh thuần kỹ thuật, nhìn khung tháng 16 16.5, 16.5. Ừ. đoạn này nó sẽ phải chững lại một thời gian. Rồi đích 5% rồi anh chị. Quá ghê gớm. Quả này đích nó lên là bọn sau là cũng ok lắm, bọn top 2 anh chị nhé, ví dụ như là đất xanh, sale, phát đạt, phát điện rồi cũng ok. Và chúc mừng tất cả mọi người tiếp tục cầm được những cổ phiếu bất động sản anh chị nhé, Chung là bất động sản nó mạnh lắm. Mạnh. bởi vì bất động sản thì nói thật là nó sẽ có nhiều những cái cảm xúc hơn. Đúng rồi. Đánh Chứng nó phê. khoán này, bất động sản này, thép này, những cái cổ phiếu mà hệ số beta cao ấy chị nhé, đánh rất nhiều cảm xúc. Mới lại thêm nữa là dòng tiền của chúng ta thì cũng không ít thì nhiều, kiểu kiểu gì gì cũng ở đấy hết, ở đấy tương đối nhiều ở đấy mấy cái nhóm cổ phiếu. Sell được 2% tăng trở lại Hôm nay đích trần là sell trần đấy. anh thế thì quá ghi gồm SKG tím SKG ok chúc mừng anh chị nha ổn áp đấy anh chị tuy nhiên Như là vừa là cuối tuần vừa rồi cũng có tin khá tích cực, đảo Phú Quý, đảo mấy cái tuyến chính của SKG. Nói chung là đấy là mình gọi là có thêm tin tức để mình phụ họa thôi, còn đúng các bạn rồi cứ nhìn còn khung tuần của nó vẫn còn nhiều cản lắm anh chị nhìn đồ thị ấy. Đất xanh cũng vượt 20 anh chị nhé, đất xanh vượt 20. Nói về nhóm ngành bất động sản thì trong cái tuần vừa rồi thì chúng ta cũng có một vài những thông tin liên quan đến cái luật đất đai sửa đổi chị nhé. Trước đó thì nó dự kiến là sẽ được bắt đầu thông qua vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, nhưng mà vừa rồi thì Thủ tướng Chính phủ của chúng ta thì cũng đã có những cái sự chỉ đạo hay là có những cái quyết định liên quan đến cái việc mà từ ngày 1 tháng 7 chúng ta sẽ bắt đầu có cái luật đất đai sửa đổi. Các bạn có thể là chú ý những cái thông tin đấy liên quan đến bất động sản. cảm Còn ơn như các mình nói thì là anh em ở đây thì cứ chia sẻ với chị về thông tin bên ngoài thôi anh chị nhé, nhưng mà hầu như những cái diễn biến thì bên mình vẫn đang 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 theo phân tích kỹ thuật cả anh chị nhé. Những cái dòng tiền mà nó vào rất là sớm rồi chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi, còn bây giờ thì những cái thông tin thì mình cứ chia sẻ thôi, chia sẻ để anh chị gọi là nắm thêm được thôi anh chị nhé. Còn này quan trọng với lại Ichi, đối với lại tất cả anh em ở đây thì chúng ta vẫn 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 thiên về cái phân tích kỹ thuật liên quan đến dòng tiền, tất cả mọi thứ nó vận động ở trên thị trường là chính. cảm ơn em chị sẽ giữ tiếp TCH giữ thì giữ được nhưng mà anh chị phải đặt những cái điểm chặn lên nhá đặt cái điểm chặn lại lên là được còn xu hướng thì mình thấy là vẫn rất là ổn ở đoạn này thì khả năng nó sẽ cần cái thời gian để nó rung lắc tích lũy trở lại hoặc điều chỉnh cần thêm thời gian để nó tạo nền tích lũy đấy. Còn những cái trường hợp mà nó gọi là nó phi thẳng lên thì nó vẫn có xảy ra nhưng mà xác suất nó xảy ra thấp hơn anh chị nhá điểm mua thì nó không còn đâu nó phù hợp cho anh chị có vị thế tốt ở bên dưới anh chị nắm giữ thôi
DGC thì vẫn đang tạo nền tích lũy anh chị nhé, đang tạo một cái nền hai. Những cái nền như này thì thường nó sẽ còn tăng tiếp, nó sẽ còn tăng tiếp anh chị nhé. Anh chị có hàng mọi người tiếp tục nắm giữ. Nếu mà nó có xấu, nó có điều chỉnh về vùng bên dưới thì đấy là cơ hội mua, đúng không? Ở đây mà nó tích lũy, nó bóp band được lại, các kiếm nó xong kiếm vào thì nó có thể tiếp tục tăng breakout đi lên được. Làm từ đêm nay vẫn tăng 4 phẩy mấy phần trăm. Còn mình nói con này đúng là quá là kinh luôn. Cứ thế đi. Nó vào nước rút rồi. Cái đoạn mà bất động sản chưa có gì luôn cơ. Là mọi người nhìn cái chart 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 tháng kìa. Úi trời. Càng sợ càng tăng đúng không? DGC bây giờ anh chị muốn mua, anh chị vào vào tỷ trọng đấy, vào trước khoảng tầm 30-50% tỷ trọng anh chị. Tất nhiên những cái điểm mua này là những cái điểm mua bị cao nha anh chị nhá. Điểm mua nó ở nền nền nó hơi ngắn, nó bị cao. Và bây giờ anh chị muốn mua thì anh chị phải chấp nhận lấy trước khoảng tầm 30 đến 50% ở đoạn này thôi. Đấy, còn trong trường hợp mà nó điều chỉnh về phía dưới thì anh chị mua thêm sau. Còn trong trường hợp khác nó tích lũy, nó bóp band chặt lại mà nó breakout lên ấy, thì anh chị chờ những cái phiên breakout để mua. Anh chị nhá, còn bây giờ hiện tại thì đang tích lũy nền lại thì anh chị có vào thì anh chị lấy vị thế thôi. Còn tất nhiên những điểm mua chuẩn là nó không còn nữa, đúng không? Nó bị quá điểm rồi anh chị. Thị trường vượt 1.300 liệu có giữ được không AD? Thật ra thì mình thấy có hai cái điểm, một đấy là 1.300 về phân tích kỹ thuật thì nó cũng không phải là cản của VN Index anh chị nhá, nó chỉ là cản tâm lý thôi. Đó, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở giai đoạn hiện tại thì mọi người cũng không cần để ý quá nhiều về mặt nhịp số, các cổ phiếu nó vẫn đang có sự vận động. Anh chị thấy là những cái phiên mà thị trường nó tăng khoảng tầm 7 điểm 10 điểm ấy, là đôi khi ấy là chỉ có banh với cả nhóm trụ tăng thôi. Còn những cái phiên mà thị trường nó chỉ tăng 1-2 điểm hoặc thậm chí là nó đỏ nhẹ ấy, là nhiều khi là các cổ phiếu chứng khoán bất động sản thép nó chạy tốt hơn anh chị nhá. Cho nên là điểm số thì anh chị cũng gọi là chúng ta tham khảo và chúng ta trả lời cho một cái câu hỏi, đấy là thị trường có đầu tư được hay không ấy, thì là đầu tư được anh chị nhá. Đấy, thì khi mà trả lời được câu hỏi là thị trường vẫn đang cho cơ hội đầu tư, thế thì lúc ấy chúng ta sẽ đi tìm các cổ phiếu để tham gia anh chị nhá. Đấy, nó sẽ là như vậy. Chứ còn về mặt điểm số thì mình nghĩ là nó cũng là một, nó không phải là cái quyết định tất cả. Đấy, còn 1.300 thì nó cũng không phải là cản của thị trường đâu, nó chỉ là cản về tâm lý thôi. MWG vẫn tốt anh chị nhá. Cổ phiếu này anh chị nào muốn chốt lời ấy, thì chú ý ở quanh cái vùng giá 53 anh chị nhá, 53.5, cái vùng cạnh trên của cái kênh tăng giá này này. Đó. Cổ phiếu này thì bên mình mới tham gia ở những cái vùng quanh cái vùng giá 48 ở đây, những cái vùng này, vùng giá 48.x. Mục tiêu sẽ là quanh vùng giá 53.5 54 anh chị nhé. Quanh cái vùng đó. Anh chị đang tham gia theo dõi cái video cái buổi livestream này thì cố gắng giúp anh em những cái lượt like nhé, những cái trái tim màu tím ở trong một comment nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh. Anh chị chưa có người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư thì có thể là về với đội của anh em đang livestream ở đây. Còn Nam với anh Thủy Vũ ở bên VPS. Anh chị nhé. Cái số điện thoại thì Nam đang để trên màn hình rồi. Anh chị cứ chủ động liên hệ để anh em có thể hỗ trợ thêm cho các anh chị ha.
MBS và VCI mua được không? Thì hai cổ phiếu này anh Thủy Vũ đánh giá thế nào anh? MBS. MBS thì góc nhìn của mình là cổ phiếu này nó cứ tiếp tục nó đang đà đi thế này thì chúng ta muốn mua thì chúng ta sẽ thật canh những cái vùng gần cái vùng giá tầm khoảng 30 anh chị nhé, 29.5 30 chúng ta mới tham gia. Còn là đoạn này thì với mình thì cũng tham gia những cái nhịp nhỏ là chính chứ đừng 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 đuổi. Đoạn này cứ điều chỉnh là em mới mua thôi. MBS. Còn cổ phiếu này thì nó cũng đã tăng 2 4 5 tuần, à 5 tháng rồi, cũng đã đang chạm vào về cái vùng đỉnh cũ rồi, nên là đoạn này thì góc nhìn của mình là chúng ta sẽ đánh nhanh thôi chị nhé. Mình nghĩ là đánh nhanh là chính. Chúng ta không có được những cái vị thế tốt như người ta nên là chúng ta sẽ xác định là chúng ta đánh nhanh nhiều hơn, gọi là chơi đinh nhiều hơn anh chị. Ok, đấy là MBS. SHS thì nên nên canh gần cái vùng 19.5 mà anh chị. À đúng rồi, 19.5. 19.5 đến vùng giá 19.8 mua là đèn nào ok nhất. Nên đợi rung lắc anh chị nhé. Đoạn này thì mình đánh giá là không nên mua, không nên đuổi. Kể cả hôm nay anh chị nói về bất động sản anh chị cứ đuổi xanh thì anh chị sẽ thấy mình thì mình không bao giờ mình đuổi xanh những cái phiên như này. Hầu như là nghĩ đến việc chốt là chính. Nếu mà có vị thế là đằng dưới rồi thì giảm nhẹ nhàng anh chị. Nhận định của sell sell thì cái vùng 22.5 đến vùng 23 mà nó cứ tích lũy ở đấy là ok anh chị nhé. Chúng ta sẽ đợi những cái nhịp mà đằng sau của sell, đằng sau của sell. Còn đoạn này thì đất thì nó đang, đất diễn đang dành cho gì, đang dành cho Đích này, đang dành cho TCH này, Phát Đạt này, hay là thậm chí tức là hôm nay thì mình nhìn thấy đang có đất xanh với một vài những cổ phiếu. Novaland hôm nay cũng đang tăng được hơn 2,32%. À, mua BCG gách cũng thế anh chị nhé, gách thì vẫn đang ổn mà. Con này những cái con cổ phiếu này thì anh chị cứ nâng cái điểm chặn lại lên cái vùng hỗ trợ của gách đang là cái vùng giá 24 anh chị nhé. Chúng ta cứ giữ thôi, đoạn này nó lại sẽ sau một cái cây breakout ở phiên phiên ngày 22 tháng 3 ấy, thì các bạn chú ý được là cái vùng này sẽ là cái vùng mà nó sẽ tích lũy đèn anh chị. Còn cái target tiếp theo của con gấy thì nó loanh quanh cái vùng giá 28 anh chị. Đoạn này chúng ta phải kiên nhẫn thôi. Còn anh chị nào, ví dụ anh chị nào mà có đua mua ở cái cây breakout ngày 22 tháng 3 ấy, đoạn này thì nó chỉ tăng nhẹ một chút thôi, có thể là lợi nhuận của chúng ta tầm khoảng 1-2% thôi. Chúng ta bắt buộc là chúng ta phải 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 kiên nhẫn chờ đợi để cho những nhịp tiếp theo chị nhé. Còn chúng ta mua breakout thì cái việc mà nó dừng lại là điều bình thường đó chị. À, Lam nói có lý, cản 13 là cản tâm lý, thực sự là vùng đỉnh 1520. Xét về kỹ thuật thì phía trước phía. Ok chị, nếu mà nói về dài hạn đấy chị nhé, nói về dài hạn là như thế. Nhưng còn là hiện tại thì nói chung là khi mà chúng ta nhìn thấy gọi là có sương mù sương biếc ở trước mắt thì chúng ta giảm cái tốc độ lại thôi chị. Nghĩa là đoạn này thì chúng ta sẽ có cổ phiếu, có những cổ phiếu tốt thì chúng ta cứ thế chúng ta nắm giữ, hoặc là chúng ta đánh ở trên cổ phiếu đấy của anh chị cũng được. Còn là chúng ta nhìn thấy vùng cản 1.300 thì chúng ta giảm tốc bớt tốc độ thôi. Đoạn này thì như kể cả trong hai cái phiên cuối tuần vừa rồi mình cũng chia sẻ với anh chị trong team mình thôi, là cái việc mà chúng ta nhìn thấy có một cái cản trước mặt thì chúng ta giảm tốc độ, cứ từ từ mà đi đấy. Còn đâu phải là lúc nào mà chúng ta cũng phải hùng hục lao vào thị trường đúng không anh chị? Trong cái giai đoạn trước mà trong cái giai đoạn mình nhớ là tất cả mọi người còn đang 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 lo sợ cái việc mà cái cây mình nhớ là cái cây 42 điểm đấy. Hay là thậm chí được là trước cả cái tuần đấy nữa thì mình hay là anh em ở trong 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 buổi livestream này cũng đều chia sẻ với chị là gì, chúng ta cố gắng làm sao mà phải nhìn nhận những cái nhóm của cổ phiếu của thị trường, đừng để điểm số của chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều. Và đoạn này thì mình vẫn giữ như thế thôi, đến khi nào mà mình nhìn thấy tất cả các cái nhóm ngành mà mạnh, à quên, các cái nhóm ngành lớn của thị trường mà đầu hàng ấy, ví dụ như banh đầu hàng này, bất động sản đầu hàng này, chứng khoán đầu hàng này, dầu khí này,
khép chiếc đầu hàng hết thì lúc đó thì chúng ta sẽ không có cơ hội. Còn đoạn này thì các bạn cứ làm sao mà cố gắng tìm kiếm những cơ hội vẫn ok chị nhé. Còn trong cả một cái nhịp mà từ 1.100, mình nói thật là từ 1.100 cho đến 1.200 là mình kiếm ít hơn là cái đoạn mà rung lắc tầm khoảng 3 tuần vừa rồi. Đấy, chia sẻ luôn anh chị. Như vừa rồi ngay lúc sáng thì Nam cũng chia sẻ với anh chị về các cái chỉ báo dài hạn của MACD khung tháng ấy chị. Bây giờ thì nó mới ngoi lên cái đường 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 Rero thế đúng không? Đấy, chúng ta vẫn còn rất là nhiều, nói về dài hạn thì nó còn rất là nhiều, nhưng mà các bạn chú ý là trong dài thì phải có ngắn. TCH chốt ngắn hạn chưa? Mình thì mình đánh thuần thuần kỹ thuật anh chị nhé, thì 16 16.5 sẽ là cái vùng cản của TCH, thì đoạn này nó sẽ cần phải mất nhiều thời gian. Khi mà mất nhiều thời gian thì mình sẽ giảm bớt một tỷ trọng đi, mình sẽ tìm kiếm hoặc là mình sẽ thêm vào những cái nhóm cổ phiếu nào mà chúng ta đánh giá nó sẽ có nhiều dư địa hơn. Còn nói về độ khỏe thì chắc chắn là không thể nào mà không nói về TCH được. Nó chỉ sau nói chung là chỉ sau đích thôi. Ví dụ đích là đoạn này tầm khoảng sau phiên này là tầm khoảng 24% thì con TCH nó phải tầm khoảng 21%. Nó quanh cái phần trăm như thế. Còn mình vẫn nói nhá, TCS nói về cơ bản là nếu mà anh chị nào ở Hải Phòng anh chị sẽ biết được dự án gối đầu của TCS rất là nhiều chị nhá. Và TCS là cái cổ phiếu mà nói về cơ bản là một trong những cổ phiếu mà có thể là sức khỏe tài chính của nó rất là ổn anh chị nhá. Không dùng trái phiếu, không dùng nợ vay, toàn bộ là đều là tiền của nó hết. Tiền của TCS hết. Nên nói về cơ bản thì TCS là cổ phiếu mà có cái sức khỏe tài chính cực kỳ tốt. Còn nếu anh chị nào mà ở miền Bắc hay ở Hải Phòng thì các bạn biết là sau cái dự án bây giờ đang đang ở bán này, mình thấy được là cũng 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 khá là kín rồi đấy, của Hoàng Huy Commerce ấy, thì sắp tới là các bạn sẽ thấy được là tiếp tục có những khoản tiền mà gọi là nhà đầu tư đặt cọc mới ở dự án tiếp theo của Hoàng Huy là New City chị nhé, ngay ngay đối diện với lại 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 trung tâm hành chính gọi là lớn nhất của Việt Nam bây giờ. Hải Phòng đang làm cái trung tâm hành chính ở bên Thủy Nguyên anh chị nhé, thành phố chuẩn bị lên lên à, quên là cái huyện chuẩn bị lên thành phố giống kiểu Thủ Đức anh chị. Nên là về cái dự án của Hoàng Huy rất là nhiều, nói về đất đai anh chị nhé. Còn mình thì mình cổ phiếu thì nó cũng có nhịp anh chị ạ, nên là tại sao chúng ta vẫn phải phân tích kỹ thuật là vì thế. Mình thì mình cứ theo đúng những cái nhịp của nó thôi. VND giao dịch được chưa? Cái này thì vừa rồi anh chị cũng chia sẻ với mình về cái việc mà VND thì có người đặt đúng không anh chị ạ? GX nên chốt này nên giữ, mình nghĩ là nên giữ chị nhá. GX mà đã thoát được vùng giá 24 là nên giữ. MBB có giữ được hay không? Ok, TCS thì chắc là chúng ta sẽ phải đợi thêm thôi. Đoạn này thì sau một cái nhịp tăng như thế của nó thì mình sẽ phải dừng lại. Mình đoạn này thì không khuyến nghị anh chị vào thêm anh chị nhá. Đấy, các bạn, vừa rồi mình có chia sẻ với anh chị về cái vùng cản trong 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 kỹ thuật ấy, của nó là vùng giá 16 16.5. Còn cái tiền target tiếp theo mình đặt của TCS là vùng giá 18 18.5 anh chị nhé. Hoa sen có điểm vào không? Hoa sen hình như là đoạn này thì đúng rồi, đoạn này vẫn là điểm vào anh chị nhé. 23 23.5 vẫn là điểm vào của con hoa sen. MBB có giữ được không? Đoạn này thì mình nghĩ là nên giữ chị nhé. MBB nó chỉ sau mỗi Techcombank thôi. Còn không biết được là cái vị thế của anh chị ở con MBB nó như thế nào. Chúng ta mới mua hay là chúng ta đã giữ được bao lâu rồi?
Cái đấy mới là quan trọng anh chị nhé, cái đấy mới là quan trọng. Canh VNB xuống 21 mua được không? Còn này em thấy có khả năng. Ok thì hiện tại thì VND thì vẫn đang là cái câu chuyện mà chúng ta thấy được hàng ngày thôi. Con này thì như mình nói là nếu mà nó thủng cái vùng giá 22.7, 22.8 thì chúng ta sẽ phải 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 cẩn thận. Thế xét ngưỡng giá nào thì cứ phải quan sát cái vùng này anh chị nhé, cũng phải quan sát cái rung lắc tại cái vùng này nữa. Quan sát rung lắc ở cái vùng này đã, rồi chúng ta tính sau. Còn cái target số 2 của mình của TZ là mình sẽ đặt ở vùng giá 18 18.5 cơ, target số 1 thì đã đạt rồi. 20 22% anh chị nhá. Đến hôm nay sáng hôm nay là 22%. Tùy chị thôi, còn mình không biết là mọi người mua ở vùng nào. Còn DG thì cái target của nó thì vẫn còn anh chị nhá, tại vì các bạn cứ mình thì mình cứ theo phân tích kỹ thuật thôi. DG thì đoạn này thì target nó vẫn còn nên là mình vẫn cho giữ. Tất cả các cái đồ thị của nó thì nó vẫn còn đang khá là trống nên là mình thấy rằng là dư địa của nó vẫn còn nên là mình vẫn cho giữ. Còn sell thì con này như mình nói là phải vượt 24 thì lúc đó thì nó mới có câu chuyện cơ. Vượt 24 giống với lại DG vượt 28. Đúng rồi, mình nhớ 28. Sell vượt 24 thì sẽ giống 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 giai đoạn của DG vượt 28. Novaland thì 18 là cái vùng 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 cản của nó. 18 chưa vượt qua được 18 thì nó cũng chưa, nó giống với lại CL 24 với lại DG 28 anh chị. Nó chưa vượt được thì đoạn này vẫn đang là trong cái vùng tích lũy của nó thôi. Còn chốt ngắn hạn chúng ta chú ý là cái vùng giá 18 18.2 thì chúng ta có thể chốt ngắn hạn. MBB, MBB vừa rồi mình có nói là BCG bạn cầm lúc 8.9 mà giờ 8.84 thì trong tương lai có tăng giá không? Hay em bán cắt lỗ. BCG 8.9 với lại 8.8 cách nhau có hơn 1% mà chúng ta lại vẫn mình nghĩ là 1% thì nó không quá là nhiều. Trong tương lai có tăng hay không? Hay em bán cắt lỗ? Mình nghĩ là 1% thì nó không 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 vấn đề gì anh chị ạ. Mình không biết là bạn BCG bạn mua được mấy hôm rồi. Tám chấm chín. Đoạn này thì nó vẫn đang nằm trên cái vùng hỗ trợ là vùng giá 8.75 nên là kể cả với góc nhìn kỹ thuật thì chúng ta cũng chưa phải bán anh chị nhé. Khi nào mà mất cái vùng giá 8.75 thì lúc đó chúng ta có thể là bán giảm đi. Tám chấm chín ở đây, 8.9 ở đây tức là chúng ta mua cũng mới mua thôi, chắc được hơn một tuần. Còn nếu như bạn muốn giữ dài nhé, bạn muốn giữ ở trong tương lai ấy, thì bạn có hiểu mình nói hỏi hỏi thật là bạn có hiểu BCG nó thiên về cái gì không, hay là cái vấn đề ở trong tương lai chúng ta kỳ vọng về cái gì của BCG hay không? Bởi vì chắc chắn nếu mà bạn đánh BCG là bạn sẽ phải kỳ vọng với cái việc mà điện 8 hoặc là điện tái tạo của chúng ta. Mà bây giờ thì mình thấy được là các cái vấn đề liên quan đến điện 8 thì gọi là có ra thôi nhưng mà chưa có chuyển biến gì cả. Chưa có chuyển biến gì anh chị nhé. Với mình thì nhóm này vẫn là cái nhóm phòng thủ, mà để mà đánh những cái nhóm điện liên quan đến phòng thủ ấy thì sẽ khá là khó đột biến ở trong giai đoạn này. Mình thì góc nhìn của mình thì mình sẽ chưa 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 thiên hướng về đánh những nhóm này. Đấy là nói về về nhóm ngành anh chị nhé. Một vài những cổ phiếu ví dụ GEG hay là một vài những cổ phiếu BCG điện tái tạo điện 8 rất là nhiều nhưng mà thực sự là nó chưa chưa thể nào mà mất đi được. Đây vẫn là cái nhóm phòng thủ là chính thôi. Còn là BCG thì nó còn vẫn cả vấn đề liên quan đến trái phiếu đấy chị nhé. À đúng rồi, trái phiếu đó. Ok, mình cập nhật lại với anh chị một chút về thị trường anh chị nhé. Hiện tại thì đang đỏ lại một chút thôi.
chúng ta đang có 150 mã xanh và 260 mã đỏ quanh quanh cái vùng đấy. VN30 chúng ta hôm nay thì vận động nó yếu hơn một chút. Hôm nay thì câu chuyện của chúng ta thì vẫn đang tập trung nhiều vào bất động sản với DIG đang tăng tầm khoảng 3,5%. Các cái cổ phiếu khác thì Nam Từ Liêm cũng tầm khoảng 3%. Đúng rồi, anh cảm ơn cái chia sẻ của anh Thiên Quang nhé. BCG thì mình thấy rằng là doanh thu tập trung chủ yếu vào liên quan đến điện anh chị ạ. Đúng rồi, BCG lợi rất nhiều luôn. Liên quan đến trái phiếu, trái phiếc nên là chúng ta phải chú ý một chút, nếu mà chúng ta muốn nắm dài là chúng ta phải chú ý. Đây là những cái thông tin mà bạn Thiên Quách cũng chia sẻ với lại bạn Yến Nhi nhé. Chúng ta cần rất nhiều những cái sự chia sẻ của quý chị nhà đầu tư. Các cái nhóm ngành thì nó cũng chưa có nhiều anh chị nhé, ngoại trừ bất động sản này, đầu tư công chúng ta xem lại nào. Đầu tư công chúng ta đang có vẫn là FCL và LCG đang là hai cổ phiếu mà đang tăng tốt nhất. HHV thì đang tăng được 1% thôi, nhưng mà nói chung là mình thấy là xanh được là ok. Phiên này là những cổ phiếu nào tăng trên 1% trong cái thị trường đỏ này là cũng ok lắm. HAG giá 13 có lên giữ hay cơ cấu sang HHV Nam? Ở sao mình thấy được là anh em ở trong team của mình thì nói là VCG quên VND vẫn chưa giao dịch được nhỉ? Không, vẫn chưa vào được app. HAG thì HAG thì hiện tại thì nó đang có một cái trạng thái tích lũy trở lại. Ở đây thì có cơ hội để vượt 13.2 anh chị nhé. Đấy, thì hiện tại nó đang có cái cản giao găm với cản mây tương đối là dày. Thì cái vùng này sẽ vẫn là cái vùng cản mà HAG nó sẽ cần thêm khoảng tầm một tuần nữa để nó vượt lên anh chị nhá, một tuần nữa để vượt lên. Thật ra HHV thì trong nhóm đầu tư công thì nó không phải là cổ phiếu mình ưu tiên anh chị ạ. Còn HAG thì dịp này nó đang có cơ hội trong khoảng tầm 5 phiên tới mà nó tích lũy nó giữ được 12.8 ấy, thì nó sẽ có cơ hội vượt lên trong 5 phiên tới nhá. Đấy, thì anh chị tạm thời nắm nhé. Còn trong trường hợp mà xấu ấy, HAG nó thủng giá 12.4 thì anh chị phải bán ra nhé. Nếu nó thủng lại 12.4 thì nên bán ra. Còn ở đây thì nó đang có cơ hội để vượt lại 13 nhé. Chị vào VND rồi, chị vẫn mua bán cả sáng nay. Thì chắc là vẫn mua bán được, còn bảng điện thì em thấy là đang vẫn chưa xem được anh chị ạ. Novaland có điểm chốt ngắn hạn là bao nhiêu hai em? Novaland thì điểm chốt ngắn hạn anh chị có thể chú ý ở vùng giá 17.7, 17.8 anh chị nhé. Là cái cản ở trong cái khung đồ thị H1 của Novaland. Còn về cái xu hướng chung ấy thì nó vẫn đang tích lũy ở trong vùng nền thôi. Đây là cái khách sạn này, đúng không? 17.8 này. Đó. Còn về Novaland thì anh chị vẫn nắm được, nó vẫn sẽ lên được anh chị nhé. Nhưng mà nó sẽ yếu hơn so với các cổ phiếu bất động sản khác như là DG với đất xanh thì nó sẽ yếu hơn ấy. SSI và HPG khi nào chạy? Nó vẫn đang chạy anh chị. Mình thấy là nó vẫn đang nó đã tăng từ vùng giá 27-28 lên 30-31 rồi. Thì những cổ phiếu mà nó thuộc nhóm blue chip ấy thì nó tăng, nó tạo nền rồi nó lại tăng thôi anh chị nhá, nó đang tích lũy ở đây rồi. Vol đang tương đối là cạn kiệt. Ben đang bóp chặt như này, đúng không? Chỉ cần giữ được cái vùng giá 30 anh chị nhá, giữ được vùng giá 30 và bắt đầu xuất hiện những cây nến xanh ở đây. Thì khi nào nó bứt được vùng giá 31 ấy là nó sẽ chạy tiếp anh chị nhá.
HPG cái nhịp này khi nào thoát được hẳn 31 lên là chạy tiếp. SSI thì đang quay trở lại điều chỉnh và test lại cái vùng cân bằng sẽ là quanh cái vùng giá 37.538 anh chị nhá. Thì đây là cái vùng mà cân bằng của SSI vẫn ổn anh chị ha. Vào app cứ bị đá ra chả mua bán gì. Em thì app thì em không có sử dụng ở bên VND nhưng mà em thấy là cái bảng điện ấy thì vẫn chưa xem được anh chị. Còn mua bán thì thấy có anh chị bảo mua bán được, có anh chị lại bảo không. Thì em cũng không rõ là cụ thể như thế nào. Đấy, có anh chị thì bảo được, có anh chị bảo không. VND xử lý thế nào? VND thì nó vẫn đang giữ được cái vùng giá 23. Anh chị nhá, nếu mà thủng 22.5 ấy. Đúng không? Nếu mà thủng 22 thủng 22 thì anh chị cắt lỗ. 22.5 anh chị nhá, sorry anh chị. Thủng 22.5 thì anh chị bán. Còn cơ bản nó tích lũy được lại ở vùng giá 23 này thì nó vẫn có cơ hội tăng trở lại. Tất nhiên là nó sẽ tăng sau anh chị ạ. Chứng khoán thì nó vẫn đang có sóng mà. Mười giờ 25 phút anh chị, thị trường của chúng ta. Thị trường đang đỏ nhẹ anh chị. Thanh khoản thì tương đương với phiên giao dịch ngày thứ 6. VP Bank có khả năng tăng mạnh nữa hay không? Khi nào nó phải vượt được vùng giá 19 anh chị ạ? Nhá, à nó vượt được 20. Đấy, khi nào nó bứt được hẳn 20, nó đứng ở trên 20.x ấy, thì nó sẽ có cơ hội thanh thoát hơn. Thị trường hiện tại vẫn đang đỏ nhẹ anh chị. Hôm nay sáng nay thì bất động sản vẫn là cái nhóm mà đang thu hút được cái dòng tiền tốt hơn so với phần còn lại. DGC vẫn giữ được anh chị nhé. Không biết anh chị có vị thế ở đâu, còn vị thế bên mình thì vẫn có thể tiếp tục nắm giữ nhé. Tiên Phong Manh mua mới được không? Tiên Phong Manh thì anh Thị Vũ đánh giá thế nào anh? OK, với cổ phiếu Tiên Phong Bank bạn hỏi về chiều chiều giữ đúng không? Đối với mình thì cổ phiếu này khi mà nó vẫn đang nằm trên cái vùng giá 18.5 thì nó vẫn giữ được. Tuy nhiên giai đoạn này thì mình vẫn nói là bank thì nó sẽ hơi ì ạch một chút, nó sẽ không phải là cái nhịp chính như giai đoạn trước nữa. À, bây giờ các bạn cầm những cổ phiếu này thì các bạn cần phải cho nó thời gian hoặc là chúng ta phải có một cái view mà nó đầu tư anh chị nhé. Còn là đoạn này thì sẽ tương đối là khó. Là trong cái giai đoạn vừa rồi khi mà mình bắt đáy lại cái con Tiên Phong Bank ở cái vùng giá 18.3, 18.5 thì khi mà lên trên cái vùng giá 19 thì mình cũng khuyến nghị tất cả mọi người là chúng ta bán cổ phiếu Tiên Phong Bank này ra. Đặc biệt là anh chị nào mà chúng ta đánh ngắn hạn.
Cổ phiếu HCM thì hiện tại vẫn đang trong xu hướng tăng anh chị, nó vẫn đang xuống tăng. Hiện tại thì nó chưa có chiến lược bán ở đây. Cổ phiếu này nếu mà thủng lại vùng giá 28.5 thì nó mới xấu anh chị nhé. Còn cái mục tiêu trong nhịp tăng này thì vẫn là quanh vùng giá 31.32. Dabaco tương tự như vậy đúng không? Vẫn đang trong xu hướng tăng. Mục tiêu sẽ là quanh cái vùng giá 34, 33, 34 anh chị nhé. Rồi tiếp theo chúng ta có cổ phiếu VX xin điểm mua. VX. VX anh chị có thể chú ý quanh cái vùng giá càng gần 20 càng tốt nhé. Nó không còn là điểm mua đẹp nữa. Tuy nhiên là đang có cái vùng hỗ trợ MA20 đang hướng lên. Đấy, anh chị có thể chú ý ở vùng này. Xu hướng thì vẫn đang là một cái xu hướng tăng. VND anh chị có thể mua được. Nhưng mà anh chị nên kiên nhẫn với nó nhé. Nó sẽ mất thời gian một chút để nó có thể là cân bằng và hấp thụ được ở vùng này trước khi có thể đi lên trở lại. Còn bản chất thì hiện tại nó vẫn đang ở cái nền gốc thôi. Đấy, thì hỗ trợ hiện tại đang là vùng giá 22.723 anh chị nhé. Xin target ngắn hạn của sell. Target ngắn hạn của sell thì quanh vùng giá 24 thôi anh chị nhá, lên cái vùng đỉnh cũ này để là ngắn hạn. Đấy, khi nào nó bứt được hẳn 24 thì nó sẽ thanh thoát hơn nhé. FTS có giá 61 có mua được không em? FTS thì bây giờ giá nó hơi cao anh chị ạ. Bây giờ nó đang có cái trạng thái tích lũy chặt. Ở đây nếu mà anh chị mua vì cái nền này ấy, anh chị mua quanh cái vùng giá 61.x thì chị đặt giúp em một cái điểm chặn lỗ ở cái vùng giá 58.8 nhé. Nó thủng 58.8 thì chị chặn lỗ ra nhé anh chị nhá, thủng 58.8 thì chặn lỗ. Còn cái nền này thì anh chị mua vì cái nền đúng không, anh chị mua vì cái gì thì anh chị bán vì cái đấy. Anh chị mua vì cái nền này thì khi nó break out đi lên được đúng không thì anh chị tiếp tục follow theo. À, khi nào nó vượt cái vùng giá 64 anh chị có thể gia tăng thêm chút và đặt các cái điểm chặn lại, đặt những cái điểm lợi nhuận ở phía trên. Còn trong trường hợp mà nó đi xuống đúng không, nó break down đi xuống thì chị phải cắt lỗ ra đúng là FPS nhé. Thị trường hiện tại đang đỏ nhẹ anh chị, các cổ phiếu đang có cái sự hạ nhiệt trở lại. Ở nhà giúp anh em những cái lượt like nhé, những cái trái tim màu tím vào trong một comment để tăng cái độ tương tác nhé. Hiện tại thì chúng ta mới được có 300 like thôi. Cả nhà cố gắng giúp anh em hôm nay lên khoảng tầm chúng ta cố gắng lên khoảng tầm 500 like nhá. Còn thiếu khoảng hơn một gần 200 like nữa. Cả nhà cố gắng like mạnh giúp anh em. Thị trường đang đỏ nhẹ anh chị. Điểm mua của CII. CII thì anh chị có thể mua quanh 19 nhá, 18.8 đến 19. Nam Long bán giá bao nhiêu AD? Nam Long vẫn nắm giữ được anh chị, vẫn đang xuống tăng, đang tích lũy lại tạo nền thôi. Những cổ phiếu như này thì anh chị tiếp tục cầm nhé. Khi nào nó bứt được vùng giá 47, 44.7 thì nó sẽ tích cực hơn. Đối với cả Nam Long vẫn ổn nhé. HPG anh chị có thể mua được nhé. Anh chị mua càng gần 30 càng tốt. Còn khi nào mà nó bứt hẳn vùng giá 31 ấy, là thì nó sẽ chạy tiếp. Đúng không? Anh chị mua thì mua quanh cái vùng giá 30. Khi nào nó vượt 31 thì anh chị gia tăng thêm. BLX mua 38.5 có giữ được không Nam? BLX 38.5 mình mua hơi cao anh chị biết không? Cổ phiếu BLX thì thông thường ấy là cái sóng của nó không mạnh, cho nên là thường thì Nam sẽ không ưu tiên cổ phiếu này anh chị nhá. Còn tăng thì nó giữ thì vẫn giữ được thôi đúng không, nhưng mà mình sẽ không ưu tiên, vẫn giữ được nhá. Giữ được, chưa vi phạm gì cả. VND vào giao dịch được rồi nhé. Nói chung là em thấy là thông tin đang khá là trái chiều đúng không? Có người thì bảo vào được, có người thì chưa. Cản của HAG là 13.2 anh chị nhé. Đấy, đây là cái vùng bán cơ cấu cho các anh chị. Đấy, nếu mà nó giữ được cái vùng giá 12.7, 12.8 trong khoảng tầm 5 phiên tới thì nó sẽ có cơ hội tăng vượt qua 13.2 anh chị nhé. Và trong trường hợp mà nó thủng vùng giá 12, thủng vùng giá 12.5, 12.6 ấy thì nó sẽ xấu. Thị trường đang có những cái nhịp hạ nhiệt đang âm khoảng tầm 1,5 điểm anh chị.
thanh khoản là 6.600 tỷ, thanh khoản vẫn đang duy trì ở mức khá là thấp anh chị nhé. SSI mua 37.6 giữ được không? Vẫn giữ được anh chị nhé. SSI vẫn giữ được. Đó, nếu mà nó quay lại cái vùng giá vốn ấy, nó cũng thủng vùng giá 37.5 thì anh chị bán ra. Còn cơ bản thì nó vẫn đang giữ được đường 20, vẫn đang tích lũy trên cái đường này thôi anh chị nhé. DGV kép vẫn đang ổn anh chị, đang tích lũy tạo nền số 2. Chị mua 66.8, gia tăng giá nào? Khi nào nó bứt được hẳn vùng giá 69.5 anh chị gia tăng thêm nhé. Vượt đỉnh thì gia tăng thêm anh chị. Còn hiện tại thì vẫn nắm giữ được. Thị trường đang hạ nhiệt, đang còn tăng có 1,6 điểm thôi. Ok, thì Vũ sẽ quay trở lại anh chị nhé, giúp đỡ Ngọc Nam một chút ạ. Rồi mọi người thấy được là đang lại tiếp tục giảm lại 2 điểm anh chị nhé. VN30 thì giảm tầm khoảng 4 điểm. Chúng ta có 130 mã xanh và đến gần 300 mã đỏ rồi. Từ sáng đến giờ thì cũng rất nhiều quý anh chị nhà đầu tư là cũng băn khoăn là người thì giao dịch được, người thì không giao dịch được. À, thôi chúng ta cũng phải bình tĩnh anh chị ạ. Hôm nay thì cái thanh khoản đến 10 giờ 40 là tầm khoảng 7.000 tỷ như này thì nó cũng đang ở cái mức thanh khoản gọi là khá là bình thường. Anh em để ý ngày nào Nam không la thì bán chiều mua lại, bán xong sáng xong chiều mua lại được 1-2%. Ok, một cái nhịp đảo T của anh đúng không? Thanh khoản hôm nay thì cũng vẫn duy trì thôi anh chị nhé, vẫn duy trì ở cái mức gọi là tương đối nhẹ nhàng thôi, nó vẫn chỉ bằng do mà cái phiên thứ 6 rồi của chúng ta là chưa có những cái sự đột biến thì mình đánh giá được là khả năng là cũng bạn Nguyễn Thị Thanh Trúc, anh cho lời khuyên nên vào con nào? Đoạn này thì mình không anh chị nhé, đoạn này thì mình nói là mình đang
Đợt này mình đang 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 đợi rung lắc để mua vào thôi, chứ còn mua mua như này là mình chưa mua đâu. Tại vì nó lắc nó hơi nhẹ nên là chưa chưa đáng để mua. Còn một vài những cổ phiếu anh chị có thể mua được, ví dụ như thép thì Hoa Sen anh chị, Hoa Sen thì 20 23 3.5 à. 23 23.5 thì vẫn đang ở trong những cái vùng mua của chúng ta. Cổ phiếu này thì nếu như mà chính xác theo VG thì nó phải hết tuần này, hết tuần sau. Đoạn này thì cái cản khung tuần nó bắt đầu nó gãy xuống thì khả năng đi nó sẽ mạnh mẽ hơn. Cái tuần trước thì đáng lẽ là vượt luôn thì có phải đẹp không? Ok, mọi người xem nhớ dành những cái lượt like, lượt share anh chị nhé. Lượt like, lượt share dành cho Thủy Vũ cũng như Ngọc Nga. Phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy được là tốc độ giao dịch thì nó cũng khá là chậm. Chúng ta có những cái sự đột biến của nhóm ngành bất động sản trong đầu phiên sáng, nhưng mà bây giờ thì nó cũng đang bình bình lại rồi. Cái này cũng rất là dễ hiểu anh chị nhé. Tầm khoảng 10 rưỡi trở đi, thị trường của chúng ta luôn luôn có những cái nhịp gọi là bình tâm. Nói chung là với mình thì nó vận động với một cách mà nó bình lặng nhất. Còn là sẽ có những thời điểm ví dụ đầu phiên sáng thì chúng ta sẽ luôn luôn có những sự hưng phấn của thị trường thế giới, hoặc là có vài một vài những thông tin gì đó ở tầm tầm tối ngày hôm trước. Còn là sau đó thì nó sẽ trở lại với trạng thái cân bằng. Tiên Phong Bank thì không xấu chị nhá, Tiên Phong Bank giữ được trên 18.5 thì không hề xấu. Nhưng mà để mà nói mà đem lại cái hiệu quả cao ấy chị nhá, thì mình thấy tức là nó hơi ì trong giai đoạn này. Nên là nếu mà chúng ta đánh ngắn thì mình vẫn khuyến nghị cái này, thì mình khuyến nghị từ trong đầu tuần trước rồi, với Tiên Phong Bank khi mà nó vượt lên 19 thế. Thì mình khuyến nghị mọi người là chốt lời thôi. Ok, hôm nay thì nhóm chứng khoán thì cũng đang đỏ tương đối nhiều. VCI hay là CTS, HCM thì cũng đang đỏ tầm khoảng 0,7%, SSI của chúng ta thì cũng đang tầm khoảng 1,2%. Mỗi VND thì còn đang xanh, tuy nhiên thì cũng không vẫn chưa vẫn 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 đang loanh quanh vùng giá 23. VRE giá 26.3 có lên giữ hay không? Họ nhà Vin thì cũng tương đối khó đánh anh chị ạ, nói thật anh chị tương đối khó đánh. VRE thì vẫn đang cản ở cái vùng giá 27, nên là góc nhìn của mình thì chúng ta một là chúng ta tham gia sâu ở vùng giá 24 24.5, không thì phải đợi hạn 27 chúng ta mới tham gia. DGC khả năng khách sạn hút về bao nhiêu ạ? DGC thì đoạn này thì vẫn đang là cái đoạn tích lũy của nó anh chị. Con này thì nó vẫn giữ được 118 thì nó vẫn đang 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 ở trong vùng tích lũy thôi. Nay thì đang giảm tầm khoảng 2,3%. Cái vùng hỗ trợ mạnh của con DGC thì nó ở vùng giá 109 120 anh chị nhé. Ok, thị trường thì đang giảm tầm gần 6 điểm anh chị. 315 mã đỏ cũng tương đối nhiều đúng không ạ? Mình nhớ là thứ sáu rồi thì cũng quanh quanh 300 mã đỏ ấy. Bất động sản thì cũng đang hạ độ cao rồi. Bất động sản đang hỏi hạ độ cao một chút, nhưng mà DG thì vẫn đang khá khỏe anh chị nhé, dù thế nhưng mà vẫn 3,5%. Nhóm dầu khí sáng nay cũng có một nhịp tăng, thì hiện tại thì cũng chỉ còn mỗi PVS, PVB, PVD thôi, còn lại BR cũng đang đỏ rồi, PVT cũng đang đỏ rồi.
dầu khí này, đầu tư công sáng nay của chúng ta thì cũng có sắc xanh, nhưng mà hiện tại thì cũng chỉ còn là LCG, FCN. Còn lại các cổ phiếu khác thì cũng quay trở về tham chiếu. VN30 ạ. VN30 hôm nay thì đang có những cái lực giảm điểm của Tiên Phong Bank này, MBB và VIB, CTG, HD Bank. Có 5 cổ phiếu bank là đang giảm nhiều nhất trên 1,2%. KBC ạ. KBC đang về hỗ trợ đấy chị nhá, 34 là hỗ trợ của KBC đấy ạ. Thị trường đang có những cái nhịp hạ nhiệt anh chị, chúng ta thấy là thị trường đang dương đang âm một tầm 5 điểm, các cái cổ phiếu thì đều đang hạ độ cao, nhóm chứng khoán thì đang có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh trở lại, các cổ phiếu như là SHS, SSI, HCM, VCI, VX đều đang giảm tầm 1%, nhóm thép cũng đang có những cái sự điều chỉnh trở lại khoảng đâu đó 1%, bất động sản đang hạ độ cao, thị trường chúng ta vẫn đang giao dịch với thanh khoản khá là thấp anh chị, thấp hơn cái phiên giao dịch ngày hôm thứ sáu, thị trường đang giảm tầm 5 điểm. Vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường hiện tại đang là vùng 1.267 anh chị nhé, 1.267, 1.258, đấy là các cái vùng cân bằng của thị trường. Trong ngày hôm nay ấy, thì như đã chia sẻ với chị là phiên sáng chúng ta sẽ có một cái vùng mây đỡ rất là mạnh nhé anh chị nhé. Đấy, thì cái việc mà thị trường của chúng ta nó nhúng xuống phiên sáng như này thì chúng ta không cần phải quá lo lắng lắm về thị trường anh chị ha. Nó vẫn còn những cái lực đỡ rất mạnh ở đây về thị trường. Mây đỡ rất mạnh anh chị, Ben dưới nó đang hướng lên đúng không? Xin nhận định của KBC. ABC thì đang điều chỉnh trở lại vùng cân bằng anh chị nhé, đang bị hút về vùng khách sạn này, vùng 33.8, đây là cái vùng anh chị có thể chú ý để tham gia đối với KBC. Xem bảng giá của VND nó đã ổn chưa anh chị? Có vẻ như đang 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 ổn ổn đấy anh chị ạ. À, hay là vừa VNB Có khi là bắt đỡ đầu luôn. nó được giao dịch trở lại. Em thấy bảng giá của VND đang 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 nhảy giá tương đối chuẩn so với bảng giá của của VPS anh chị nhé. VPS. Nhưng mà nó chưa hiện lên, nó chưa hiện cái điểm số ở đây lên. Nhưng mà về các cổ phiếu thì em thấy là nó đang nhảy khá là chuẩn đấy. Có vẻ như là đang mọi thứ đang được giao dịch trở lại và có một cái làn sóng bán ra ở đây. Tuy nhiên thì như đã trao đổi với anh chị ấy, là ở đây chúng ta không quá lo lắng vào cái việc của thị trường giảm vào phiên sáng ngày hôm nay nhé. Trong ngày hôm nay thị trường ta có một cái mây đỡ rất là mạnh đúng không? Cái vùng eo mây của thị trường ấy nó sẽ xuất hiện vào chiều ngày thứ ba và ngày thứ tư. Lúc ấy thì nếu như mà nó điều chỉnh lúc ấy thì nó sẽ nguy hiểm hơn. Đúng không? Khi đấy thì hai kiếm nó sẽ chặt chẽ hơn anh chị nhé. Khi mà hai kiếm nó chặt chẽ thì thậm chí nó còn có cơ hội để break đi lên cơ. Đấy, thì trong những cái nhịp mà nó điều chỉnh như này thì là bình thường nhé. Bảng giá VND hiện tại thì mình thấy là đang nhảy khá là sát rồi. Thị trường đang giảm tầm 5 điểm. Khả năng là chúng ta thấy là có một cái làn sóng bán ra ở bên VND.
Đúng ETF 61.9 có giữ được không? Giữ được anh chị nhá. Nó vẫn đang trong xu hướng tăng. Nhưng mà giá vốn của mình rất là cao. Do vậy cho nên là mình đặt giúp em một cái điểm chặn lỗ ở cái vùng giá 58.8 nhá. Thủng 58.8 thì anh chị phải chặn lỗ ra. Đối với FTS nhá. Thị trường đang âm một tầm 5 điểm. Các cổ phiếu đang chịu các áp lực bán anh chị. Nhưng mà bất động sản hiện tại vẫn đang rất mạnh nhé. Chúng ta thấy DIG vẫn đang 4%. Bắt buộc là phải hấp thụ cái lượng hàng này thôi chị. Mình nói thật là VLD mà giao dịch được thì đẹp quá. Chúng ta sẽ nhìn rõ được cái cung cầu. Anh chị nào đang giao dịch bên VND cho anh em một cái confirm xem có mua bán được không? Thì em thấy bảng điện của VND là bắt đầu nhảy loạn lên rồi đấy. Bắt đầu thấy khớp với cả VPS rồi đấy. Phiên thứ hai VND bán thì phiên thứ tư mua lại, thị trường sẽ tăng mạnh. Ngoài mình đánh giá là nó bán ra thì người ta có bán thì người ta cũng sang bên khác giao dịch, mà người ta có rút tiền ra khỏi thị trường đâu, đúng không anh chị? Cho nên là chúng ta không lo lắng về cái việc bán. Và chúng ta nhìn ở trên phân tích kỹ thuật thì mình thấy là cái việc hôm nay nó giảm vào phiên sáng ấy thì không đáng lo đâu anh chị, đúng không? Được rồi nhé, ok, cảm ơn anh chị Giang Nam. Như vậy là VND đã giao dịch được trở lại. Hôm nay thì MVKG vẫn tiếp tục tăng 2%. Giao dịch mua bán được bình thường từ sáng nhé. Ok anh chị, mình không biết đâu, nhưng mà một vài anh chị ở trong team thì vẫn nói là trong livestream thì vẫn nói là vẫn còn đang trục trặc. Thôi chúng ta phải từ từ anh chị ạ. Có những tín hiệu tốt đầu tiên là được rồi. Còn cái việc mà giảm điểm thì mình nói thật anh chị là không tránh được đâu. Quan trọng là sau đó là như thế nào anh chị nhé. Ví dụ tầm khoảng chiều nay của phiên giao dịch ngày mai, chắc chắn là sẽ có một lượng lớn là nhà đầu tư của chúng ta sẽ phải bán một vài cổ phiếu ra, hoặc là chúng ta có thể chuyển sang công ty chứng khoán khác. Này thì không tránh được. Địch vẫn đang rất kinh khủng anh chị nhá, vẫn đang 4% như này thì lắc này vẫn 4% thì biết đâu là đến phiên chiều thì chúng ta thấy là màu sắc nó lại thay đổi. Đấy, bạn Thanh Hải nói này. Ba trăm ba mươi năm mã đỏ anh chị nhá, nhưng mà mình thấy rằng là cũng hầu như là đỏ thiếu nhi thôi, không vấn đề gì cả. Còn nào mà xấu thì đang tầm khoảng 2-2%, 2-3%. Mà ví dụ nhóm mà biến động mạnh, ví dụ chứng khoán của chúng ta thì ví dụ VDS hay CTS thì tầm khoảng 2%, hay là banh thế nào. Banh hôm nay thì MBB, CTG, Tiên Phong Banh tầm khoảng 1,5-2%, anh quanh đấy thôi. Chắc gì đã bán ra của câu chuyện thì chắc gì thì chúng ta suy đoán đó chị,
đặt cái tâm lý thôi. Còn cái việc vừa rồi các bạn nhìn thấy là một cái nhịp giảm từ 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 lúc là âm 2 điểm xuống âm 6 điểm ấy chị. Câu chuyện chắc gì thì trên cái thị trường này làm gì có cái gì mà chắc, nói câu chuyện chắc thì nó lép á. Ok, chúng ta đang có một cái nhịp hồi phục nho nhỏ anh chị nhé. VN30 thì vẫn đang là 5 điểm, không có gì cả. Loanh quanh thôi, MVKG đang được hơn 2%. Ok, mình đang thấy được là trong nhóm thì những cái người mà vào cuối cùng thì cũng đã vào được rồi anh chị nhé. Những cái người mà giao dịch gọi là cuối cùng không vào được thì bây giờ cũng đã vào được rồi. Có lẽ là cũng đã ổn rồi này. À, chúng ta cũng LCG vẫn đang là những cái cổ phiếu mà tăng khá là tốt, 3,6 và 4%. BGI mình vừa mới vào được cái bảng giá của mình. FCL cũng tăng này, nhìn nó dễ hơn hẳn. Nhưng mà như cái điểm số trên bảng giá vẫn chưa có đâu Nam nhỉ? Chưa có cái điểm số trên bảng giá. Cả nhà giúp anh em những cái lượt like nhé. VND không vào được à? Em thấy là mọi người đều 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 nhắn là vào được rồi đấy. Anh chị kiểm tra lại xem. Hiện tại thì em Nam vẫn đang gửi những cái đường link Zoom cộng đồng trong chat nhé. Anh chị muốn vào Zoom cộng đồng thì có thể quét mã QR code ở góc trái hoặc click vào cái đường link em đang gửi nhé. Anh chị cố gắng giúp anh em những cái lượt like, những cái trái tim màu tím nhé anh chị nhé. Và hiện tại thì chúng ta đang thiếu khoảng tầm 138 lượt like nữa. Rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị thông qua những cái lượt like, những cái trái tim màu tím. Anh chị có câu hỏi về cổ phiếu, về thị trường thì anh chị cứ nhắn vào trong khung chat nhé. Anh em sẽ lần lượt đi trả lời các câu hỏi chị đang quan tâm nhé.
FLC thì hiện tại thì chưa có sàn nào cho giao dịch anh chị nhé. Hiện tại thì vẫn đang treo lên, chưa biết ngày quay trở lại đâu. Chưa biết ngày quay trở lại. Đích Mai Trần lại đánh giống hôm ngày 14 15 tháng 3. DIG ngày 14 15 tháng 3 ở đây đúng không? Nó khác anh chị ạ, ở đây thì giá nó cao hơn rồi. Nó vẫn đang trong xuống tăng thôi nhưng mà cái lực tăng nó đang yếu đi một chút ở trong ngắn hạn nhé. Còn cung tuần thì vẫn đang rất là tốt, những cổ phiếu như DG thì anh chị vẫn nên nắm giữ. Đúng không? Nó còn đang có rất nhiều các cái game liên quan đến việc phát hành thêm, phát hành tăng vốn, rồi chia cổ tức, phát hành cho cổ đông riêng lẻ, cổ đông hiện hữu anh chị. VND toang rồi các bác ạ, người vào được, người không vào được, đợt này bán nhiều nên áp lác. Nói chung là nó vẫn chưa ổn định. Nhưng mà em thấy là bảng giá thì nó cũng đang bắt đầu ok trở lại rồi anh chị nhé. Mình thấy là nó cũng đang khớp với cả bên VND, à bên VPS rồi. Chúng ta thấy là thị trường đang giảm tầm 5 điểm, thanh khoản là 9.000 tỷ, thanh khoản đang có dấu hiệu gia tăng hơn một chút. Vào được rồi, chắc chắn là với một cái lượng truy cập mà nó đột biến Vào được rồi, ok. Anh chị đang tham gia theo dõi mà chưa có người đồng hành thì có thể là về với đội của anh em đang livestream ở đây nhé. Còn Nam với anh Thủy Vũ thì số điện thoại thì đang ở trên màn hình. Anh chị chủ động liên hệ để mở những cái tài khoản mới ở bên VPS hoặc là chuyển ID hoặc là tham gia vào Zoom thu phí anh chị nhé. Anh chị chủ động liên hệ để anh em hỗ trợ cho anh chị trong quá trình giao dịch và đầu tư. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. HCM IDC mua được không anh? HCM thì cái vùng hỗ trợ hiện tại là quanh vùng giá 28.5 anh chị nhé, 28.5. IDC cũng đang tích lũy trở lại nhé. Anh chị mua IDC thì anh chị lấy quanh tham chiếu, đặt quanh cái vùng giá hiện tại, đặt cái điểm chặn lỗ ở quanh vùng giá 56.8 đúng không? Nó thủng 56.8 thì anh chị bán ra. Còn trong trường hợp tích cực hơn, khi nào nó break out, nó vượt được vùng giá 60, 60.5 thì đấy là điểm anh chị gia tăng nhé. Với dòng tiền nó phải gia tăng mạnh thì anh chị gia tăng thêm. Hiện tại thì thị trường vẫn đang giảm tầm 5 điểm. Chúng ta thấy là chỉ có 100 mã xanh thôi, còn có tới 346 mã đỏ. Các cổ phiếu thì hầu hết đều đang có sự điều chỉnh. Chúng ta thấy VCI đang giảm 2% này. VCI đang giảm 2%. Vẫn đang trên M20, M20 vẫn đang hướng lên. Hiện tại thì vẫn giữ được gần 4% anh chị. Thị trường vẫn đang hấp thụ những cái lượng hàng mà bán ra ở VND. Nhưng mà thanh khoản nó không quá đột biến chị ạ. Mình nghĩ là vẫn đang hơi khó khăn để giao dịch. Thanh khoản hôm nay thì nó chỉ nhích hơn so với lại phiên thứ sáu một tí tẹo đó.
10 điểm rồi, VN30 chúng ta đã mất 10 điểm. VN-Index đang mất tổng khoảng 7,8 điểm anh chị nhé. Các cái cổ phiếu thì đều đang hạ độ cao. Ok, đích mà vẫn cứ thế kia là vẫn khá ổn này. Mình nghĩ sau cái nhịp bán này thì đích mà vẫn giữ được kia thì nhóm bất động sản cũng sẽ hồi đến nhanh thôi. Giá mua của VIX và SHS. SHS thì quanh vùng 19.5 anh chị nhé. 19.5, 19.8 quanh vùng này anh chị có thể vào tham gia được. Đang test lại cái vùng đỉnh trước đây. VIX. VIX thì quanh 20 anh chị ha. Thị trường chúng ta đang hấp thụ những cái lượng bán ra từ bên các cái cổ phiếu ở bên VND đúng không? Chúng ta thấy là VN-Index đang giảm tầm 8 điểm, VN30 đang giảm tầm 10 điểm. Thanh khoản thì đang có cái sự gia tăng, đúng không? Áp lực bán nó đang gia tăng ở đây. Chúng ta thấy áp của VND nó đang vào được và có vẻ như là cũng đang có một cái lượng hàng được thoát ra. Thị trường đang giảm tầm 8 điểm anh chị. HQC mua thêm được không hai cháu? HQC thì nó đang điều chỉnh về lại cái vùng nền anh chị ạ. Cô ạ, HQC cổ phiếu Penny. Cổ phiếu này nếu mà cô mua nhá thì có thể chú ý quanh vùng giá 4.3 nhé. 4.3 là vùng hỗ trợ của nền của HQC. Anh chị và tham gia theo dõi thì cố gắng giúp anh em những cái lượt like nhé. Thị trường hiện tại thì đang giảm điểm. Đang có những cái lực sức ép bán ra về mặt phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy là thị trường đang bị hút về những cái vùng cân bằng của thị trường quanh cái vùng 1267 cho đến cái vùng 1258 thì đấy là những cái vùng hỗ trợ. Hiện tại thì trên cái khung đồ thị H1 thì thị trường của chúng ta cũng đang có những cái trạng thái điều chỉnh đi xuống và đang có một cái mây hỗ trợ tương đối mạnh ở đây. Thì chúng ta cùng chờ xem thị trường nó có hấp thụ những cái lực bán đến từ VND có tốt hay không anh chị nhá. Thị trường hiện tại đang giảm tầm 9 điểm, gần 10 điểm rồi. Mọi người có giao dịch tiền ở VND không? Còn em thì giao dịch ở VPS thôi anh chị. Các cổ phiếu đều đang có những cái sự hạ nhiệt trở lại nhé anh chị nhé. Thị trường đang giảm tầm gần 10 điểm rồi. Chúng ta chỉ có 84 mã xanh thôi, 367 75 mã đỏ. Trong các cái tuần giao dịch trở lại đây ấy, trong 2 tuần thì chúng ta thấy là
cứ mỗi phiên đầu tuần thì chúng ta đều có những cái thông tin khá là tiêu cực và cũng có những cái việc tác động lên thị trường, đúng không? Cách đây 2 tuần thì chúng ta thấy là thị trường cũng có những cái nhịp giảm rất mạnh, sau đó thì kéo trở lại vào các phiên cuối tuần. Tuần trước tương tự như vậy, đúng không? Tuần nay thì chúng ta thấy là phiên đầu thứ hai đầu tuần thị trường chúng ta cũng đang bị hút về cái vùng khách sạn ở trong cái khung đồ thị daily, đúng không? Đang bị hút về, tất nhiên là chưa về đến. Thì liệu rằng trong các cái phiên rồi tiếp theo thị trường của chúng ta sẽ có những cái nhịp bật trở lại ở các cái phiên giữa tuần giống như 2 tuần trở lại đây hay không, thì chúng ta cùng chờ xem anh chị nhé. Thị trường đang hấp thụ những cái lượng hàng bị bán ra đang giảm đâu đó tầm gần 10 điểm, thanh khoản là ở mức trung bình thấp anh chị nhé, 10.000 tỷ thôi. Đấy, thanh khoản hiện tại vẫn đang ở mức thấp, hôm nay thì khả năng thanh khoản vẫn chỉ đâu đó trung bình dưới trung bình 20 phiên. Bất động sản thì vẫn đang giữ được cái sắc xanh. Cả nhà giúp anh em những cái lượt like nhé, những cái trái tim màu tím vào trong mục comment nhé. Chúng ta còn thiếu 105 lượt like nữa. Đấy, từ giờ cho đến 11 rưỡi, cả nhà cố gắng giúp anh em thêm khoảng 100 lượt like nữa anh chị ha. Anh chị mà chưa có người đồng hành thì có thể là về với đội của anh em đang livestream ở đây. Còn Nam với anh Thủy Vũ ở bên VPS, anh chị chủ động liên hệ để mở những cái tài khoản mới. Anh em sẽ mở giúp anh chị nhé. Hoặc là chuyển ID nếu như anh chị đã có tài khoản rồi. Thì về với đội thì chúng ta sẽ cùng đồng hành và đầu tư anh chị nhé. AVND thông cái là bị bán ngay, đúng rồi. Chúng ta thấy là AVND thông cái thì những cái nhà đầu tư người ta sẽ bán, đúng không? Từ khi mà thị trường chúng ta nó hấp thụ được những cái lượng cung đang bị trào ra ở bên VND thì thị trường nó sẽ cân bằng và hồi trở lại anh chị nhé. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta thấy là chúng ta vẫn đang có một cái mây đỡ tương đối mạnh ở đây, đúng không ạ? Hiện tại hỗ trợ của thị trường đang là vùng 1.268, đúng không? 1.268 cho đến vùng 1.258, thì đấy sẽ là vùng hỗ trợ rất là tiềm năng. Nếu thị trường nó ép xuống thì nó sẽ hồi trở lại nhé. Rồi, chúng ta thấy là cũng đang có một cái lực hấp thụ tương đối tốt, đúng không ạ? Chắc chắn là nó sẽ bị bán anh chị nhá. Nó thông thông cái là sẽ bị bán. HSG Brexit rồi Hà Nam. Nó về lấp gáp rồi thì nó đang bị hút về khách sạn anh chị nhá. Về lại cái vùng giá quanh 23 này anh chị có thể tham gia được nhá. Anh chị nào muốn mua có thể tham gia được. Đối với HSG, mình đánh giá là về đây rồi nó sẽ bật trở lại thôi. Nó về đúng kỹ thuật thì về đây nó sẽ bật trở lại. Tất nhiên là nó về đây thì sức mạnh nó sẽ bị suy yếu một chút, đúng không? Nếu là break luôn đi luôn ở đây lên luôn ấy thì nó sẽ mạnh hơn. Nhưng mà nó về đây thì sức mạnh nó sẽ bị suy yếu, nó sẽ mất thêm cái thời gian để nó cân bằng và tích lũy. Nhưng mà nó sẽ tạo ra những cái cơ hội để cho các anh chị khác có thể mua. Anh chị nào chưa đủ hàng có thể canh để mua anh chị nhé. Chắc nghe lệnh giao dịch mình không rút được tiền tại VND, thị trường hôm nay chắc xấu. Hiện tại có nên vào mới SHS không? Nếu anh chị còn sức mua ấy, còn nhiều sức mua anh chị có thể vào được nhé. Quanh cái vùng giá 19.5, 19.8 anh chị có thể vào được rồi. Nó đang quay trở lại test đỉnh thôi. À, những cái nhịp mà nó điều chỉnh với thanh khoản thấp như này thì là điều hết sức là bình thường, đúng không? Nó giống như những cái đoạn này này, nó break lên này, nó điều chỉnh trở lại thanh khoản thấp anh chị nhé. Đấy, trước khi nó đi lên trở lại thôi. Đấy, thì đây nó cũng đang là những cái nhịp điều chỉnh rũ trở lại với thanh khoản thấp. Đấy, thì những cái nhịp điều chỉnh như này thì là điều bình thường nhé. Đó, trong vòng hoa sen tương tự như vậy này. Thị trường đang giảm một tầm 8 điểm. Tuy nhiên là bất động sản vẫn đang khá là khỏe. Chúng ta đang thấy là những cái lực hấp thụ của thị trường vẫn đang khá là ổn nhé.
KGC mua gia tăng được không? Được anh nhé, đang điều chỉnh về khách sạn vùng cân bằng của nó đấy. Đây này, vùng khách sạn cân bằng của nó quanh 34 thì anh có thể xem xét mua ở quanh giá 34 nhé. Ok, mình nghĩ phiên này là sẽ là cái phiên mà chúng ta cần phải hấp thụ cái lượng hàng muốn bán ấy chị nhá, mình dùng cái từ là muốn bán. Còn với cái thanh khoản này thì mình đánh giá được là mình không biết được là thông được bao nhiêu phần trăm rồi, hay là bao nhiêu phần trăm nhà đầu tư có thể là giao dịch được rồi, nhưng mà với cái thanh khoản như này thì mình đánh giá là chúng ta hãy cứ bình tĩnh ấy chị nhá. Cứ bình tĩnh, có thể là trong các cái cổ phiếu mà anh chị mua ở trong thời gian gần đây nhất, ví dụ 5 7 phiên này, nó đã về đến cái vùng mua của anh chị, hoặc là thậm chí có thể âm nhẹ 1 2%. Các bạn cần phải bình tĩnh ở trong những cái nhịp ép như thế này. Cái quan trọng nhất với mình là bây giờ là liệu là 100% nhà đầu tư VND đã giao dịch được hay chưa, để mà chúng ta có thể đánh giá được cung cầu. Còn nếu như mà 100% mà đã giao dịch được rồi với cái thanh khoản này thì mình thấy được là nó cũng không không phải là quá xấu, không phải là quá xấu. Lực ép hôm nay thì nó đến từ nhiều anh chị nhé, đến từ nhiều cổ phiếu, 373 cổ phiếu giá đỏ mà, nên là nó sẽ đến từ khá là nhiều những cổ phiếu. Nhà các bạn thấy được là trong trong những giai đoạn này thì những cái vị thế mà chúng ta nắm giữ nó sẽ phát huy được cái tác dụng như nào, vị thế tốt anh chị. Những đoạn này chỉ cần 5 7% là những cái phiên này là chúng ta có thể là đứng, chúng ta nhìn được rồi, chứ không cần phải nói đến cái việc mà chúng ta cần phải một cái đệm lãi quá lớn. Cái trạng thái này nó sẽ còn còn tiếp diễn anh chị ạ, trạng thái nó sẽ còn tiếp diễn, nhưng nó không thể nhanh được trong một phiên sáng này đâu. Ra nhưng rằng cho ai gọi là lưỡng lự mà muốn bán thì nó phải hấp thụ hết được cái lượng hàng đấy thì chúng ta mới tính được cái việc tiếp theo. Còn với mình đánh giá thì với thanh khoản buổi sáng như này thì nó không hề, hề tệ anh chị ạ, không hề tệ. Cái quan trọng mình là hiện tại là bao nhiêu nhà đầu tư giao dịch được thôi, bao nhiêu phần trăm giao dịch được.
HNG vào được anh chị. HNG anh chị canh càng gần 23 càng tốt. Anh chị nhá. VX thì hỗ trợ của nó quanh 20 anh chị nhá. SHS thì hỗ trợ quanh 19.5 đến 19.8. Thì cái vùng đấy là cái vùng anh chị có thể chú ý được, nó test lại cái vùng đỉnh cũ này anh chị này. Đấy, test lại với thanh khoản thấp. Anh chị nhá. Nó cũng đang bị chịu các áp lực bán ra thôi. Giao dịch được mà chưa rút được tiền thì chưa có sức cầu vào mới. Sớm muộn thì rút được thôi anh chị. Sớm muộn thì nó rút được thôi mà. Có phải là anh chị mãi mãi không rút được đâu. Đúng không? Hôm nay chưa rút được thì ngày mai sẽ rút được. Cái đấy thì nó liên quan đến vận hệ thống. Quan trọng là mình thấy là cái việc mà nó bán ấy thì là cái việc mà người ta bán để người ta lo sợ người ta bán để người sang bên khác giao dịch cho nó yên tâm hơn thôi, chứ còn nó không phải là cái việc mà người ta bán người ta rời bỏ thị trường anh chị nhá. Thì chúng ta không cần quá lo lắng về những cái vấn đề đấy. Anh chị tham gia theo dõi mà chưa like thì cố gắng like giúp anh em nhé. Chúng ta vẫn mới được có hơn 100 like thôi, chúng ta còn khoảng tầm 4-5 phút nữa là kết thúc cái phiên live sáng ngày hôm nay rồi. Thị trường vẫn đang giảm tầm 7 điểm. Rồi cả nhà giúp anh em những cái lượt like nhá. Anh chị chưa có người đồng hành thì có thể là về với đội của anh em đang livestream ở đây. Còn Nam với anh Thủy Vũ thì số điện thoại đang ở trên màn hình anh chị ha. Anh chị chủ động liên hệ để chúng ta cùng nhau đồng hành và đầu tư. Đấy, để về đội thì anh chị sẽ cần có một cái tài khoản VPS anh chị nhá. Nếu mà chưa có thì anh chị gửi căn cước công dân. Anh em mở giúp anh chị những cái tài khoản số đẹp để anh chị giao dịch cho nó may mắn. Còn nếu như mà đã có rồi anh chị có thể chuyển ID nhá. Một vài cái thao tác nó cũng rất là đơn giản thôi.
chúng ta vẫn đang nhìn thấy DG và DXS thì vẫn đang 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 có một cái trạng thái tăng khá là tốt. SEL thì hôm nay cũng đang giữ được sắc xanh anh chị nhé, Lowland này cũng vẫn đang giữ được sắc xanh. Mình kỳ vọng là chỉ cần chiều nay thị trường ta rút chân lên thì những cái nhóm ngành này sẽ là những cái nhóm ngành mà sẽ hồi phục nhanh hơn thị trường anh chị nhé. Với những cái nhóm này bất động sản vẫn đang đang có dòng tiền, thu hút được dòng tiền. Nên là những anh chị nào mà đang cầm cái nhóm cổ phiếu này thì chúng ta sẽ đỡ bớt áp lực hơn so với lại các cái cổ phiếu mà mình đánh giá. Ví dụ như đoạn này thì các cái cổ phiếu liên quan đến chứng khoán thì cũng vẫn đang ở trong một cái sắc đỏ mà toàn toàn bộ luôn, mình thấy là toàn bộ luôn. Nhóm 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 ngân hàng thì cũng tương tự, chỉ còn có mỗi NVB và SGB là đang xanh, còn lại thì ví dụ MB thì cũng đang âm 2%, CTG cũng âm tầm khoảng gần 2%. Áp lực của nhóm bank thì vẫn khá là lớn đấy chị nhé. Ở này thì vừa rồi như vừa rồi mình view thôi, với thanh khoản này thì mình không nghĩ là nó sẽ quá xấu nha. Trường hợp này thì mình không biết được là bao nhiêu lượng nhà đầu tư BND bây giờ đang kẹt, còn nếu như mà đã giao dịch được lại toàn bộ thì trong cái giai đoạn vừa rồi với cái thanh khoản này thì mình đánh giá là nó chưa hề xấu anh chị nhé, nó chưa hề xấu. Là chúng ta cần phải đợi thêm cái dữ liệu thêm của cái phiên chiều nữa để chúng ta cùng xem và cùng hy vọng là VND sẽ giao dịch được lại toàn bộ. Trước khi mà muốn đi đâu đó thì phải hấp thụ được toàn bộ những cái lượng này anh chị nhé, toàn bộ những cái lượng này. Ok, bây giờ thì cũng đang là 11 giờ 31 phút rồi, thì anh em cũng xin phép được kết thúc cái buổi livestream đây. Phiên chiều nay thì các anh em vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh chị ở trên các cái kênh sóng của ITP và mọi người có thể là tiếp tục đón xem. Còn bây giờ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người anh chị nhé. Rồi, cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi nhé. Bây giờ thì anh em xin phép được kết thúc cái buổi livestream ở đây. Phiên chiều chúng ta kỳ vọng rằng thị trường sẽ hấp thụ được các cái lực bán đến từ VND và hồi trở lại. Thì khi thị trường hồi trở lại thì nhóm bất động sản vẫn là những cái nhóm rất là đáng chú ý anh chị ha. Bây giờ anh em xin chào các anh chị, chúc anh chị một bữa trưa ngon miệng và hẹn gặp lại trong các cái chương trình tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye.